Hôm nay nữa là mọi người vẫn đang học mental lắm. Sao tự nhiên thấy 10 ngày lúc mà mình đi học á, mình đi học tại nơi á thì mình thấy 10 ngày trôi nhanh ơi là nhanh. Sao mà mình ở nhà mình thấy 10 ngày trôi lâu. Hôm nay Không thấy mọi người học xong hết thì năm offline nhỉ cô nhỉ? đang offline 10 ngày mà đến ngày mai mới hết. Ừ. Thì cô Tuyết có bài học tâm đắc ngủ ra gì không? Ngày hôm qua học về bao dung, có tức là hôm qua được cô Trâm làm rõ ấy, thực ra là bao dung á, là mình không có bao dung gì cả thì mới là bao dung á, còn bao dung mà mình còn nhìn ra là ổn mình bao dung đấy thì không phải là bao dung, nhận ra sâu sắc luôn á. Ừ. Bình thường mình nói đi nói bao dung mà buồn cười quá nhỉ. Đúng rồi, trời ơi, hôm qua được cô Trâm làm rõ mới ngộ ra chỗ này á, chứ còn bình thường mình cũng không hiểu sao người ta cứ bảo là bao dung, mình không biết bao dung là nào, trong khi là mình cũng có ăn có học rồi mà cũng không có hiểu là vậy. Ủa vậy thì mình có bao dung không, mình không có biết luôn á. Nhưng mà hôm qua được cô làm rõ thì là mình ngộ ra ở bao dung thực ra là chẳng là bao là không có bao dung gì hết á, mà mình không có bao dung gì hết mới là mình đang bao dung á. Dạ. Ok con. Chào Linh, chào Hải. Linh có bài học tâm đắc ngộ ra gì không? Chào cô. Ôi trời ơi, hôm qua Linh có tham gia hành trình yêu thương ấy. Thế là có một cái trải nghiệm để chọn một trong 200 điều và xong rồi Linh làm á cô. Thế là mình kiên trì mình ngồi, mà lúc đó là nếu mà kiểu mình ngồi thì mình không đánh sơn móng chân cho mình được, tại bởi vì cái này nó như là đi ra ngoài sơn chuyên nghiệp ấy, nào là cắt da nào rồi thì hơ đèn rồi các thứ, nếu mà mình chỉ cần mình chạch đi một chút xíu thôi là nó không có đẹp nữa. Thế là mình đấu tranh tư tưởng xong rồi mình bảo là bây giờ mình nên cái gì nhỉ, nhưng mà mình đã quyết định là mình sẽ hoàn thành cái trải nghiệm này. Thế là tối hôm qua thì ngồi mà xong thấy thương các bạn làm thợ thợ neo thế, tại vì ngồi một lúc là đau lưng, đau chân, đau cổ. Trời ơi, cảm giác như kiểu là mình trân trọng ấy, và đúng là mình mới nhận ra là ngày hôm qua mình mới nhận ra là không có một cái nghề nào nó có thể dùng dùng tiền để phân biệt và đo đếm được ấy. Mỗi một cái nghề nó sẽ có một cái sự sự trân quý khác nhau. Đó, và ngày 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 hôm qua thì mình cái trải nghiệm của Linh là sau khi mà Linh thực hành cái bài tập chăm sóc bản thân mình mà một cách rất là kỹ kỹ lưỡng, với người khác thì nó sẽ thấy nó cũng là một cái gì đó nó là thường ngày rồi vì họ đã thường xuyên làm rồi. Nhưng mà với mình thì khi mình chăm sóc bản thân của mình chưa đủ cái sự kỹ lưỡng như vậy, thì hôm qua mình làm cái việc đó ấy, mình cảm thấy như kiểu mình đã tạo ra được một cái thành tựu gì đấy, không biết sao nó lại có cái cảm giác này luôn cô ạ. Cảm thấy như là mình kiểu vừa rời non lấp biển xong rồi, vô cùng tự hào về bản thân. Trời ơi, xong rồi mình bảo wow, mình chưa bao giờ mình được trải nghiệm cái điều này luôn ấy. Xong mình cũng thấy là khi mà mình trân trân trọng bản thân thì mình lại trân trọng người khác, trân trọng từng cái nhỏ mà họ làm cho mình. Có thể là lúc đấy mình không nhận ra được cái tầm quan trọng của việc đó, nhưng mà đâu đó họ đã bỏ công bỏ sức ra, và đặc biệt là với mình ngày hôm qua mình rất là cảm thấy biết ơn mẹ, tại vì bao nhiêu năm nay thì mẹ cũng đã làm rất là nhiều việc cho mình mà mình quên, mình không có ghi nhận, mình quên quay lại ghi nhận chính mình quên quay lại quan sát chính mình, nên mình cũng coi cái việc là cái việc mà người khác làm cái gì đấy cho mình nó rất là nghiễm nhiên. Ví dụ như là cô Trâm ngồi đây, cô Trâm chia sẻ, mình cũng bảo ừ thì đấy là bởi vì đâu đấy có một số lúc là nó sẽ xuất hiện, ừ thì đấy là việc là cô làm mà, có gì đâu đấy. Hoặc là ví dụ như khi mà nghe mọi người chia sẻ chẳng hạn, ừ thì đấy là mọi người thích chia sẻ mà, mình không hiểu được ở phía đằng sau tất cả những cái sâu sắc như vậy ấy. Nên là hôm qua nó là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời của ạ. Rồi nhận ra về cái bài học về trân trọng biết ơn. Vậy có biết là ghi nhận biết ơn
Ủa, khác trân trọng biết ơn. Ủa tư đấy nhá. À, mentor năm học xong rồi. Thế gì nhỉ? Đó là Linh á, Linh có biết tư ghi nhận biết ơn không? Linh Linh chưa biết ghi nhận biết ơn, tức là Linh từ trước đến giờ là Linh chỉ gọi là nghe nghe về sự biết ơn. Sau đến khi học viết thì mình thấy là khi mà mình được nhận những cái gì mà mình không xứng đáng nhận thì lúc đấy là mình sẽ có sự trân trọng biết ơn. Còn cái phần ghi nhận biết ơn thì từ trước đến giờ ấy là mình chỉ là mình ghi nhận những cái gì mình có thôi, tức là mình đếm bằng tư duy của mình là mình viết xuống gạch đầu dòng là tôi có cái này cái này cái này thì mình cho là nó là cái sự ghi nhận đó cô. Ừ, ghi nhận biết ơn thì bây giờ ví dụ như một một nhà sử học ấy, như một nhà sử học thì họ ghi chép lại tất cả những cái diễn biến rồi những cái tình tiết mà trong lịch sử, thì có phải là gọi là nhà sử học không? Tức là trong lịch sử nó diễn ra như thế nào đó thì ghi lại hết những cái điều đấy thì có phải gọi là nhà sử học không? Đúng rồi cô. Ừ. Này đúng không của anh Tuyết cô Hải? Ghi chép tất cả những diễn biến, những tình tiết mà xảy ra trong lịch sử á, thì có phải gọi là nhà sử học không? Không ạ. À, tại sao vậy? Thì ghi chép hết, ghi cả những cái tiêu cực, tích cực. Còn những người chỉ ghi nhận cái tích cực thôi thì mới được gọi là nhà sử học các cô đúng không? Em nhớ vậy. À, đúng rồi, tại vì trong lịch sử của mình á, nếu mà mình có cả những cái tình tiết gọi là bất lợi á, bất lợi cho người cầm, tức là những cái tiêu cực ấy, những cái bất lợi mà cho một cái quốc gia, tức là ví dụ như về nói về lịch sử chiến tranh hay các kiểu á, mà mình nói lại mà nó bất lợi cho quốc gia của mình á, thì coi chừng cái đó là phản động á cả nhà. Cái từ Nhưng mà như thế nó không có khách quan mà cô. không, cái từ ghi nhận á, nó có rất là nhiều từ, ghi nhận, thừa nhận, ghi nhận này, thừa nhận này, với từ gì nữa, nó giống như là bao dung á, vị tha, tha thứ á, khoan dung á, thì mình chỉ làm rõ từ bao dung thôi á, thì ghi nhận ở đấy á, phải phải hiểu là ghi nhận đấy không phải là ghi chép lại tất cả những mọi thứ đâu, không phải là, cũng giống như là không phải thừa nhận và công nhận. Ừ, bây giờ đang làm rõ cái từ ghi nhận cho này. Nhà từ ghi nhận mà, nghe không? Từ ghi nhận nó đã bao hàm cái năng lượng rồi. Ghi nhận. Ghi nhận là có phải là những cái gì mà người ta làm tốt đẹp mình ghi nhận. Còn á, nó sẽ không bao bao hàm cả cả những cái điều mà nó không không tốt đẹp. Còn ví dụ như nhiều người ấy, họ ghi lại những cái cảm xúc của mình á, lưu trữ lại hết tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình trong quá khứ. Thì người đó thì được gọi là nhà trầm cảm. Nếu mà họ, cái này không phải là ghi nhận nha, đang nói là ghi chép lại hết nha, thì gọi là nhà trầm cảm. Còn những người á mà ghi lại tất cả các cảm xúc mà người xung quanh đối xử với mình theo chiều hướng tiêu cực, vừa nãy là cảm xúc của mình theo chiều hướng tiêu cực thì là nhà trầm cảm, nhưng mà ở đây là những người xung quanh đối xử với mình mà theo chiều hướng tiêu cực mà mình ghi lại tất cả các cảm xúc đó thì được gọi là nhà oán trách. Vậy thì họ ghi lại tất cả những cảm xúc tiêu cực mà chồng họ, vợ họ, con họ đối xử với họ như thế nào trong quá khứ á, thì ghi lại thì gọi là nhà oán trách. Vậy thì ghi nhận là sao? Ghi nhận là sao? Thì á, giống như mình nói thì ghi nhận có phải là ghi lại nhỉ? Ghi lại và lựa chọn những cái gì tốt đẹp diễn ra thì mình ghi lại và mình bỏ đi cái tiêu cực đi thì được gọi là ghi nhận đó lính. Dạ. Vậy thì á này, ghi nhận là một khái niệm, mình chỉ làm rõ cái ghi nhận thôi, mình không có làm rõ những cái là công nhận hay thừa nhận, thì mình á đưa cái ghi nhận là một cái khái niệm vào trong cái nhận thức của mình là việc lưu trữ những gì tốt đẹp nơi con người, công việc và cuộc sống. Thì cụ thể ha, ví dụ như ghi nhận bản thân này, tại vì vừa nãy Linh có kể cái câu chuyện là ghi nhận bản thân này. Ghi nhận bản thân nha, ghi nhận bản thân, ghi nhận bản thân. Có phải là người đó ghi lại, lưu trữ lại những cảm xúc
những cái việc mà làm trong quá khứ mà mình đã làm một cách tốt đẹp không? Ừ, để mà có tính chất khích lệ mình trong tương lai thì á, ghi nhận lại hết cái đó, thì đó là người đó ghi nhận bản thân mình, chứ không phải là ngồi đó là ghi nhận lại những cái mà mình đã sai, những cái lầm lỗi của mình thì không phải là ghi nhận. Ừ, có thể là gọi là ghi chép hay là gì đó, nhưng mà ghi nhận nó là những cái gì tích cực, để Khích lệ mà bản thân. vậy thì á, ghi nhận là một khái niệm chỉ về việc mà chúng ta lưu trữ những cảm xúc tích cực của bản thân trong quá khứ tới thời điểm hiện tại. Thì có phải là những trải nghiệm của mình á, đối với cuộc sống này, đối với con người này, trải nghiệm với mọi cái, thì chúng ta lưu trữ lại cái cảm xúc đó, thì chúng ta nhớ tới nó, thì nó sẽ làm nền tảng cho chúng ta sống trong cuộc sống này nó tốt hơn. Và nếu mà chúng ta lưu trữ những cảm xúc tích cực của chúng ta về về ba mình, mẹ mình, anh em, dòng họ, con cái, ba con, thì có phải là kể cả với đất nước của mình, với cuộc sống của mình, thì đó có phải là nền tảng để cho chúng ta sống tiếp để tốt đẹp hơn không? Thử ngẫm coi đúng không? Đúng. Ừ, thì có phải Yes. là mình sống với mẹ mình này, thì mình ghi nhận mẹ mình, những hành vi của mẹ á, mà làm cho mình trong cuộc sống á, rồi những cái gì mà mẹ làm cho mình từ lúc mẹ sinh ra đến giờ cho mình, thì thử nghĩ coi là cái kết quả mối quan hệ giữa mẹ với mình sao. Nó tốt lên cô. Ừ. Nó gắn bó sâu sắc lên rất là nhiều luôn. Ừ, thì mình chỉ nhớ đến điểm gọi là làm lớn những cái điểm tốt đẹp của người ta thôi mà, đưa ánh sáng vào đó. Dạ. Ừ. Vậy thì á, là mình có phải là mình đang, nếu mà mình biết được điều đó, có phải là mình quản trị được nhân quả Vâng, đúng rồi ạ. không? Ừ. Nhớ lại cái nguyên lý hoạt động của tiềm thức á, thì á, Dạ. nếu mà chúng ta lưu trữ lại, thì có phải là ông ỷ á, ông ghé thăm một cái cây, ví dụ như cây là cây mẹ, mẹ yêu của mình á, cây mẹ, thì cây mẹ mà có trạng thái nội tâm của mình theo chiều hướng dương thì ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, thì cái này là mình đoán trước được tương lai rồi. Nếu mà mình thực sự ghi nhận, biết ơn và làm lớn cái điều đó lên, thì mình có phải là đoán trước được nhân quả và tương lai không? Vâng, đúng ạ. Vậy là chỉ có một cái chữ ghi nhận thôi mà mình đoán trước được tương lai, mối quan hệ của mình với nhiều người. Đó là chúng ta Dạ. lưu trữ lại những cảm xúc tích cực, những gì mà đã làm qua trong quá khứ tốt đẹp, hồi tưởng lại nhớ nó, thì nhớ lại những gì mà bản thân đã làm được ấy một cách tốt đẹp thì Vâng. sao? Ừ. Thì mình thay đổi cuộc đời của mình. Ừ, những có Thay những đổi bản thân luôn. ừ. Thì những kết quả mình khi mình làm lớn những điều tốt đẹp, thì cái ông ý á, ông đi tưới thì toàn ra là những cái quả ra quả như ý đúng không, còn những cái ba bất như ý thì nó không ra nữa. Ừ. Đúng rồi. Nên là nó được gọi là chìa khóa đó. Vậy thì á, ghi nhận biết ơn, nó có một cái, lười xem màn hình quá, còn nó có một cái là chữ ghi nhận biết ơn với quảng bá, là chìa khóa của cuộc đời một con người cần nắm á. Ở đây có hai học mentor nắm này, không biết 10 ngày vừa qua thầy có chuyển giao cái chìa khóa này không? Ghi nhận biết ơn và quảng bá để share cho mọi người ghi vô ha. Xem màn hình. Ghi nhận biết ơn và quảng bá. Cô Trâm ơi, thứ bảy chủ nhật này cô có lớp gì không? Cô có dự tính làm lớp gì không? Không có dự tính làm, trời ơi, muốn chia sẻ lớp nâng tầm nhận thức nội tâm với lớp thấu hiểu yêu thương ấy. Linh rất là khao khát có được nghe cô chia sẻ về bảy bố thí á cô. Lúc nào cô sắp xếp thời gian cô làm cái đó nha. Chia sẻ buổi sáng được không? Được cô ạ, trời ơi, cô chỉ cần cho Linh cái lịch thôi để Linh sẽ từ chối hết tất cả những cái khác. Ok.
Còn không thì mình chia sẻ ở đây cũng được này. Mà muốn cái đó là một lộ trình riêng á, thì mình chia sẻ buổi sáng. Buổi sáng Ủa xe ở đâu ta? Thôi tóm lại là thế này này. Bây giờ mình có cái chìa khóa mà mở ra mọi cánh cửa. Tức là mình sẽ có hai chìa khóa nhá. Mình biết cái đó. Mình biết là mình có hai cái chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa trong cuộc đời của một con người. Thứ nhất là ghi nhận, được chưa? Thứ nhất là ghi nhận. Thì á, sau đó chúng ta lại khởi một cái nguồn năng lượng là biết ơn về điều đó nữa. Thì ai mà nắm được cái chìa khóa là ghi nhận biết ơn thì cái người đó sẽ mở ra tất cả các cánh cửa của cuộc đời mình. À, vậy thì á, nếu như ai mà buông cái chìa khóa này đi cả nhà, ai mà buông chìa khóa này đi thì cả nhà ra soát lại nhé, cả nhà xem lại cuộc đời của mình á, khi mà mình đứng trước hay là mình đang gặp khó khăn trong cuộc đời của mình á, ở cái đoạn nào, ở cái chỗ nào, ở cái khía cạnh nào, thì có phải là ngay cái chỗ đó mình đã buông cái chìa khóa ghi nhận biết ơn không, lúc mà Đúng gặp rồi. khó khăn đó. À, vậy thì á, khi mà những lúc mà mình khó khăn như vậy là mình đã buông cái chìa khóa rồi, rồi là ghi nhận và biết ơn. Vậy thì cái trong cái việc nào, trong bất kỳ một cái việc nào, ví dụ như giáo dục con cái mà trong cái quá trình giáo dục con cái mà mình gặp khó khăn á, thì mình cũng là buông đi cái chìa khóa ghi nhận biết ơn rồi á. Mà một khi mà mình đã buông cái chìa khóa đó thì là mình đóng cái cánh cửa mối quan hệ với con người lại. Đóng cánh cửa mối quan hệ với con người lại, không còn ghi nhận nữa, không còn ghi nhận và biết ơn nữa, không có làm lớn điều tốt Ơi, đẹp. đúng luôn đấy cô. Không lệch đi một tí nào luôn. Chuẩn luôn. Đấy là khi mà mối quan hệ của mình nó đổ vỡ là đều từ cái việc là mình bắt đầu từ Linh không ghi nhận đấy cô. Xong sau đấy khi mà mình không Linh không ghi nhận một phát là Linh vô ơn luôn. Tức là Linh cảm thấy luôn luôn bực bội với các cái mối quan hệ đấy luôn ấy. Đó thì á, thì mình không, bây giờ mình bắt đầu là chỉ còn bóng tối thôi, là những điều xấu người ta làm cho mình thôi, không còn làm lớn những điều tốt đẹp mà người ta đã làm cho mình. Mà thật ra nhá, nghĩ lại á, trong cuộc đời của mình ấy, có mấy ai mà sống tốt với mình hết đâu, rất là ít. Những người mà họ làm những cái điều này điều kia cho mình á, thật ra đếm trên đầu ngón tay thì rất là ít, không có nhiều đâu. Cho nên là kiểu như dạng là mình không trân trọng biết ơn ấy, thì coi như là giống như là trân trọng thì mới sở hữu. Cái đây là ghi nhận nhá, trân trọng thì tí nữa học sau. Nhưng mà mình không có ghi nhận những điều tốt đẹp mà họ làm á, và biết ơn những Đúng điều rồi đó ạ. như là mối quan hệ xong rồi á. Đúng rồi ạ. Chuẩn luôn. Thì á, ví dụ như mình nhớ lại ở trong công ty của mình á, có phải là khi mà mình đi làm á, mình đến công ty mình làm, thì những cái gì mà công ty mình ghi nhận, sau đó mình biết ơn công ty mà làm cho mình á, mình ghi nhận mình biết ơn, thì á, mình sẽ để ý là công việc của mình á tự dưng thăng tiến, mình làm rất là tốt, mọi thứ nó hanh thông. Nhưng mà sau đó nếu như mà mình nó buông đi, mình buông buông cái chìa khóa ghi nhận biết ơn á, những gì mà công ty làm cho mình á, thì tự nhiên nha, dù dù là năng lực của mình rất là tốt, tăng nha, ngày càng tiến triển tăng cao, kinh nghiệm làm việc cũng tăng trưởng, nhưng mà mọi thứ công việc ấy thì càng ngày càng khó khăn đi, có để ý không? Đúng rồi cô ơi. Linh có nhiều trải nghiệm vậy. Trời ơi, trời ơi, Linh trải nghiệm mọi mặt mọi thứ trong trong đời luôn ấy cô, hay là tại bởi vì mình kiểu mình hay thắc mắc ấy. Có những lúc nhá, tại vì Linh thấy là trong cuộc sống của Linh không làm được một cái gì, không không có một cái gì nó nên hồn cả, mà sao bao nhiêu người giúp này, xong rồi tình yêu nó cũng suôn sẻ này, rồi công việc, xong rồi kể cả tiền nó cũng đến với mình rất là đơn giản, mà xong mình bảo là trời ơi, mình không biết là mình cần phải tạo một cái giá trị gì đấy cho mọi người để làm sao để mà báo đáp đây, khi mà mình được nhận nhiều như thế. Xong cái khi mà bắt đầu mình khởi ý là như vậy nha cô, nhưng cái cách mà mình thực hiện ấy là mình đi học về,
xong mình ngạo mạn xong mình mất ghi nhận xong mình mất tất cả luôn, mất từ mối quan hệ này, xong rồi công việc thì cũng không được hanh thông, xong rồi tiền cũng thế đấy, kiểu thế. Trời Ừ. ơi, Thì là linh linh đúng kiểu như vậy á cô ạ. thì trong cuộc sống ai cũng không, như mọi người đều như vậy mà. Tại vì biết sao không, lúc đầu mình có phước ấy, mình vẫn có phước á, cho nên là mọi thứ trong cuộc sống của mình họ đến này, xong con người đến yêu thương mình, công việc thì hanh thông, bắt đầu phước nó về, tiền có. Nhưng mà đến một lúc thì học ở trong cái phần mà cấu trúc con người rồi, thì cái mất phước nhanh nhất là ngạo mạn đấy, oán trách Dạ. này, ngạo mạn này. Thì lúc đó là mình không có, mình tức là mình buông cái chìa khóa, mình ngạo mạn đấy, tức là mình không còn khiêm tốn nữa, và mình buông đi cái chìa khóa ghi nhận biết ơn á. Vâng. Thì có nhiều người họ bảo là thử thách trong cuộc đời à, họ Vũ trụ thử thách nhiều người họ bảo là, tức là ví dụ như những cái đó là thử thách trong cuộc đời của mình á, nhưng mà không có phải, là bởi vì mình buông mất cái chìa khóa ghi nhận biết ơn, bởi vì cô? là trong cuộc đời của mình khó, tức là trong cuộc đời của con người mình á, là không có cái gì để mà thử thách hết á, tại vì sướng khổ là do tâm thái của mình quyết định hết. Sướng khổ, cách nghĩ thì quyết định gì? Biết câu này không? Dạ. Sướng khổ thì do tâm thái, còn cách nghĩ thì quyết định thành bại. Sướng khổ do tâm thái. Cách nghĩ thì quyết định thành bại. Nên là một con người á, mà nắm được cái chìa khóa ghi nhận biết ơn á, thì sẽ mở ra mọi loại cánh cửa trong cuộc đời. Ví dụ nhá, mình đang học tri thức nội tâm đúng không? Nếu như mà mình nắm chắc cái chìa khóa ghi nhận biết ơn tri thức nội tâm á, thì á, khi mà mình bước vào ngôi nhà của nội tâm thì sẽ bước vào trong một tích tắc luôn. Nhưng mà ngày nào mình buông cái chìa khóa ghi nhận biết ơn tri thức thì là mình sẽ bước ra khỏi cái ngôi nhà nội tâm này. Dạ. Cho nên á, là mình cần phải nắm chắc cái chìa khóa ghi nhận biết ơn về cấu trúc con người, công thức của ngôn cuộc sống, về tam giác hiện thực, ba cái hệ quy chiếu là cái nền tảng nhất của mình á, để mà mình bước vào trong ngôi nhà của nội tâm của mình á, thì mình cần phải ghi nhận và biết ơn cái hệ quy chiếu đó. Và một khi mà mình đã ghi nhận biết ơn hệ quy chiếu đó, là bắt đầu mình bước vô một cái cánh cửa, tức là bước vô sân á, sân của nội tâm á, mình có nhá, mình có con đường để đi tới nội tâm á cả nhà, từ đầu ngõ cho vào sân bắt đầu lấy chìa khóa, mở chìa khóa ra mới được vô nhà. Vâng. À, vậy vậy thì vô sân của nội tâm á, là có cái chìa khóa là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất á, bảy sự giao toàn diện ấy. Bảy sự giàu toàn diện ừ là cái sân mà cô. ừ thì á, khi mà mình á, buông trí thức nội tâm, mình không biết ghi nhận biết ơn nó, thì cái cánh cửa nó sẽ đóng lại. Còn nếu mà mình biết ghi nhận biết ơn thì mình sẽ trở thành một nhà nội tâm trong tích tắc. Hay À, ví dụ như cả nhà để ý nhá, nếu như mà ai thật ở trong nhóm của mình này, toàn là những người mà muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm á, thì á, ai mà nắm chắc trí thức của nội tâm ha, mà chúng ta học tập này, mình học những cái tri thức mình nhận được, mình trân trọng, mình ghi nhận và biết ơn nó, sau đó mình học tập xong mình đi, mình lấy, mình nói chuyện á, mình tại vì tri thức tuyệt quý mà, mình muốn đi nói chuyện với mọi người á, thì á, khi mà mình đi nói với cái sự trân trọng biết ơn và ghi nhận biết ơn nó, thì á, mọi người sẽ nói mình là chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực nội tâm cả nhá. Thậm chí mình đang học thế này thôi mà mình đi ra ngoài, kiểu như mình thấu hiểu con người. Khi mà mình thấu, có phải là Linh càng ngày càng thấy thấu hiểu về con người hơn không? Lý giải hiểu được. hơn. Ừ. Xong rồi tự dưng mình học nhiều á, mình học nhiều và mình cô lập được bối cảnh á, xong rồi những cái ngôn ngữ này nó thấm vào mình đi ra ngoài á, mình nói chuyện cũng nội tâm cũng ấy luôn. Thì thật ra ở ngoài
những theo phần chấm được biết nhá, là phải giống như là ai có duyên lắm, có phước, nó phải nói là có phước báu á, thì mới biết đến tri thức này. Tại vì tri thức này là tri thức thấu hiểu con người mà, và mình sống ở trong cuộc sống nhân sinh là con người đấy, nhưng mà rất là ít người biết tới tri thức này, gọi là phước báu lắm mới biết đến tri thức này. Cho nên lúc mà mình đi, mình hiểu được rồi á, mà mình đi lan tỏa tri thức này á, thì thầy có nói một câu thế này này, mà cái này Khánh Trâm cũng cũng cảm nhận được mà trước khi vô học mentor luôn, đó là sau này á người ta sẽ gọi mình là Bồ Tát đó cả nhà. Ừ, tức là nhá, mình mới đi chia sẻ một ít thôi, thấu hiểu nội tâm của người ta mà giúp cho người ta đứng trên vấn nạn phát sinh á. Đứng, tại vì trời ơi, vấn nạn bây giờ mình hiểu hết rồi, mình nắm được chìa khóa, mình nắm được công thức phương pháp, cái chỗ mà cái đồ hình số 2 á mình nắm được rồi, mình hiểu nó. Tại vì mình cô lập bối cảnh mình học mà mình có duyên để mà mình nhận, chứ không phải là ai cũng học tri thức này cũng vô đâu. Rất nhiều người học không vô luôn. Bây giờ nha, thử Khánh Trâm á đưa cái tri thức này cho mẹ 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 của Khánh Trâm nghe á, mẹ Khánh Trâm vẫn chưa đủ duyên, chưa đủ ấy nha, nhưng mà chắc chắn là một thời gian nữa thì bà sẽ nghe được, nhưng mà hiện tại là không có đủ duyên nghe, mà nghe xong bị nhức đầu cả nhà. Nghe Đúng xong rồi cô. biết tại sao nhức đầu không? À, nhức đầu hả? Ừ, Điện từ âm quá. tri thức này cực kỳ dương luôn. Cái thời mà Khánh Trâm mà bị vấn đề á, có một cái vấn đề mà nó điện tử ấm á, mà cả nhà biết là một người mà học rất là kỹ về tri thức mà đến khi điện tử ấm rồi á, biết sao không? Công thức cội nguồn cuộc sống là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, không không chịu được, không chịu trước đó luôn. Không, tức là bắt đầu là ở trên Facebook của mình á, tại vì trên Facebook của mình là toàn là bạn bè đồng ngôn mà, thì ngày nào họ học họ chẳng đăng lên bài học tâm đắc ngộ ra, để đăng lên câu này câu kia, mà tri thức của mình cực kỳ dương luôn. Nhớ là cân bằng hướng dương là tần số là từ siêu cao đến cao, mà cấu trúc con người là tần số rung động năng lượng siêu cao luôn á, hiểu đến từng lớp láng của người mình mà. Thì lúc mà mình điện tử ấm quá không chịu nổi luôn, không 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 đưa về cân bằng được luôn, mà lúc đó là trên Facebook ai biết gì á, unfriend luôn, hoặc là unfollow luôn. Đến mức độ như vậy á, tức là nó nằm ở cái chỗ là của mình đúng là phước báo là mới nhận được đấy. Thì lúc đấy ngay xưa thầy nói á, là lúc mà thầy chia sẻ cấu trúc con người, nhiều người á bị sùi bọt mép á, rồi có người bị chảy máu mũi luôn, thì Khánh Trâm cũng không thể hình dung được. Tức là mình cũng ủa chứ có gì đâu, không thể hình dung được. Nhưng mà đến khi mà mình có cái trải nghiệm đó thật, đến khi mà mình có cái trải nghiệm về tri thức, mình mới hiểu được là tri thức này nó dương đến mức độ đó luôn á, mức độ là mình không thể chấp nhận được khi mà mình đang điện tử đang rất ấm. Vậy thì xã hội ở ngoài kia, xã hội ở ngoài kia đa số mọi người là điện tử ấm hết, tại vì á nó đang cân bằng là bởi vì có một số người họ có cái tần số rung động năng lượng siêu cao và đối ứng lại, thì một người á mà nhận được về sự chân thật á thì nó sẽ đối ứng lại 70 triệu người. Cho nên á đôi khi giống như hôm qua Linh nói á, là mình biết ơn là bởi vì á mình đang còn được ở trong nhà này, mình đang còn được có cái đồ để ăn này, mình còn được học, mình còn được chuyển hóa. Chứ thật ra nhá, ở ngoài kia nhiều người do một cái là cái tần số của mình tốt thì nó tương đồng với cái này thì mình sở hữu, nhưng nhiều người tần số ấm á ở ngoài kia nhiều lắm. Hồi xưa nhớ lại nhá, có phải là ngày xưa mình đi ra ngoài đường ấy, mình kẹt đường này, xong rồi kẹt đường xong bắt đầu nghe văng vẳng ở bên tai là họ chửi nhau á, mình đi một tí thôi là họ chửi thế này thế kia, sao mày không biết đi hay gì đó, đại loại không nhớ nữa. Nhưng mà có những lúc mà ở trong chợ rồi đấu đấm nhau, đóng cái gì đó đánh nhau tùm lum á, thì bây giờ mình không còn cái đó nữa, mình không còn thấy cái đó nữa. Thì á thật ra là ở ngoài á người ta điện tử ấm nhiều lắm á, trong cơ quan đâu á. Nhớ lại Khánh Trâm nhớ, tại vì ngày xưa Khánh Trâm cũng đi làm nhớ lại nhá, đồng nghiệp nói xấu nhau nhá, xong rồi ngồi buôn dưa lê là toàn những làm gì có nói những cái câu chuyện nội tâm như thế này đâu, làm gì nói là phải đi giúp đỡ con người nhất tâm vi sự chuyển hóa con người, làm gì có. Người ta còn đang đi làm thế nào để ăn bớt tiền, làm thế nào để mà nịnh sếp, làm thế nào để mà được lên chức, đúng không?
Ừ thì đấy, thì kiểu như vậy á, thì mới bảo là mình lúc học hành cho mới trải nghiệm được, thực sự là trải nghiệm được cái là tri thức của mình cực kỳ dưỡng. Thì thầy có nói một lần thế này mà sau này mình mới trải nghiệm được đúng cái điều đấy. Thầy nói cô ảnh cô Tuyết á, có nhớ là thầy nói thế này này, thầy bảo là toàn chưa có quét, tức là chưa có quét quét những người mà đi vào trong quýt á, là toàn chưa quét bằng tần số đâu, tức là toàn sẽ lọc người á, lọc người bằng tần số rung động năng lượng ấy. Thầy có nói cái Hay đó quá trời. cả nhà á, tức là ví dụ như mentor vô học nha, mentor vô học là thầy vấn đề cho, tức là rất là nhiều người vô học nhưng mà thầy bảo là thầy chưa có lọc đó, còn thầy chỉ cần lọc một phát là bay mau luôn, bay rất là nhiều, chỉ có một số người ở lại thôi. Tức là một số người ở lại thì cái người đó phải là tần số rung động năng lượng cao và siêu cao mới ở lại được, thậm chí là siêu cao á, tại vì thầy vẫn đang để là để thấp thấp á, tức là thầy chưa lọc hết, thầy chưa có nâng cao, còn lọc một phát á là thì Khánh Trâm nhớ lại đó, lúc mà Khánh Trâm mà điện tử ấm đâu có tiếp nhận được tri thức đâu. Xong rồi ở hiện tại nhá, nhiều tri thức á, nhiều tri thức mà ở ngoài xã hội họ không tiếp nhận được đâu, kể cả là ví dụ luật nhân quả nhá, nhân này ra quả kia, nếu mà nói về vũ trụ quán thì nó xấu lắm, nhưng mà đại loại là những tri thức nó dương quá, nhiều người không tiếp nhận được. Còn ở trong quýt á, là thầy chưa có mở dần, bởi vì nếu như mở dần á là lọc người bằng tần số rồi, mà lọc người vào tần số thì không có ai đi học nữa, tại vì ít người học thì không ai lan tỏa được giáo dục tận gốc. Nhưng mà dần dần các mentor sau là thầy đang nâng tần số lên dần dần, và bắt đầu những cái mentor sau á giống như Hải học mentor 5 này, rất là nhiều người vô học nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có người rớt. Mentor tư á cũng là có rất là nhiều người rớt rồi không theo nổi, thì mình mới hiểu sau này á, dần dần mình mới hiểu là à lọc người bằng tần số là vậy đấy, cho nên là may mắn lắm mới học được tri thức này ấy. Hay quá. Vậy thì á, nó có thêm một cái từ vừa nãy là ghi nhận biết ơn là một cái chìa khóa rồi đúng không? Có thêm một từ nữa là từ quảng bá là chìa khóa. Linh biết tới quảng bá chưa ta? Mới chỉ nghe nghe mọi người nói về quảng bá, và Linh cũng có thấy một vài tổ chức là cũng học từ các thầy cô của Vít ra học với cô, nhưng mà hình như là chưa tiếp nhận được hay sao ấy, cho nên là mới chỉ là đang gọi là thích được học về bảy bố thí này, thích được học về đây ví dụ như cái buổi mà nhắc nhớ tri thức như thế này thì là Linh 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 theo sát này đấy, hoặc là bên thấu hiểu yêu thương, đó là Linh Linh đang hiện tại là đang đang theo rất là kỹ và đang mong muốn là sẽ được làm sâu hơn ấy cô. Còn quảng bá là cũng nghe mọi người cũng chia sẻ, nhưng mà tức là biết là có cái lớp như thế, cũng đặt ý là vào học, nhưng mà xong rồi Linh cũng không không có học đấy. Đấy là mình phải phải liêm chính nội tâm là nói là như thế. Chưa thu hút vào học thôi, nhưng mà thật ra bởi vì là học là những tri thức của quảng bá đó. À ấy à cô. Ừ, tức là nếu mà nói quảng bá thì không có thu hút được Linh, nhưng mà thực ra là Linh lại đang học đấy. Đang học. Đây này, có một cái điều mà sáng nay trưa nay thật ra thì bởi vì là Linh đang muốn yêu thương chứ chưa muốn là có cái năng lực gì hết á, đang muốn yêu thương vậy á, nhưng mà quảng bá mà mình có cái năng lực quảng bá, ví dụ như nha mình có sự trân trọng biết ơn thôi á, mà mình biết quảng bá nữa nó sẽ bồi tăng những cái gì mà mình đang có luôn, tức là khi mà mình đã có nguồn năng lượng này xong, ví dụ như nhá mình có phải là mình ghi nhận biết ơn mẹ mình rồi các kiểu đúng không, rồi nó có nguồn năng lượng rồi nhưng mà mình lại đi quảng bá mẹ mình á, thì á nó sẽ bồi tăng hết tất cả những cái gì ở tình yêu thương với mẹ này đó, hay là mình quảng bá phải đủ tiêu chuẩn để quảng bá nhất cả nhá. Xong rồi thì những người thân yêu của mình thì không nói, nhưng mà cái ở phía bên ngoài á, là phải đủ tiêu chuẩn để quảng bá.
Nhưng mà khi mà mình á quảng bá thêm nữa thì á là nó sẽ bồi tăng hơn nữa những gì mà mình đang có. Thì Dạ. cái thức của mình này, thì cả nhà để ý đi, có phải là đầu tiên trí thức của mình á là mình ghi nhận biết ơn nó, là cái nền tảng đầu tiên ghi nhận là những cái tri thức này đã mang lại cho mình điều gì, xong biết ơn nó, sau này nó mới khởi được cái nguồn gọi là trân trọng biết ơn thì mình học sau, và sau đó mình đi quảng bá nữa. Có phải là đang đi nói như thế này là quảng bá không? Vâng. Ừ, đang đi nói thế này là quảng bá. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại những sự vật sự việc đó mà người khác làm cho mình với sự trân trọng biết ơn đó cả nhà. Vậy thì á Dạ vâng mình ạ. ghi nhận tri thức, mình ghi nhận tri thức bắt đầu mình đi quảng bá nữa thì mình sẽ bồi tăng thêm tri thức này cho mình á. Vâng. Tức là mình sẽ hiểu sâu hơn, mình khui dòng ra rồi thì bắt đầu là những cái khác nó lại tiếp nhận đến, nó để đến. Dạ, chắc là Linh cũng đang làm cái đó đấy. Tại vì trong số những người quen của mình là đều giới thiệu hết rồi ấy, có những người thẳng thừng là từ chối, cũng có những người nghe xong là người ta cũng không hiểu, hoặc là thậm chí cũng có những người thì họ bảo là họ đã học mentor, đang học mentor 4 nhưng sau đấy họ bỏ nửa chừng họ đi học cái khác ấy. Thì chắc là cũng như vậy, nhưng mà khi mà đến những cái lần gần đây, nếu như mà như cô nói thì Linh ngẫm lại là Linh rất là hay, nếu mà có một cái cơ hội nào đấy mà người ta muốn nghe thì Linh đều quảng bá về tri thức của Wit và đều nói là Linh được thay đổi cái này cái kia, thì đúng là mình cảm thấy là mình yêu thích cái việc học hơn, cô Trâm ạ. Còn trước là mình chỉ là mình thấy là nó tốt quá thì mình học, mình thấy nó cần và mình thực sự là mình cảm nhận là nó cần, nhưng mà mình bên trong mình vẫn chưa muốn ấy. Nhưng mà sau khi Linh đi quảng bá xong, Linh cũng nói chuyện với cả mọi người là Linh được thay đổi điều này điều kia, thì là tự dưng là bây giờ là có thể kiên trì là hàng buổi chiều này vào để mà học. Còn ngày xưa nhá là đừng hòng, không bao giờ là quá cái gì mà kiểu lâu mà nghĩ đến cả trăm cả mấy trăm ngày là không có. Nhưng mà bây giờ thì là thấy là ồ, nó cũng cứ như là tự nhiên á cô Trâm, như là tự nhiên thế thôi chứ không phải cố cái gì cả. Bắt đầu ấy đó, hay quá này. Thì á, ghi nhận biết ơn á, bây giờ ví dụ như nhá, mình á có muốn nuôi dưỡng ước mơ của mình không? Có cô ạ, muốn chứ. Mình muốn nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thật ra chấm là một người không biết ghi nhận biết ơn cả nhà, hồi phải chấm học mình hai đứa không biết ghi nhận biết ơn. Tại vì chấm đến mentor nó mắc cười lắm, mới có học thấu hiểu nội tâm mới nửa khóa thôi, chưa học tới trí tuệ tâm thái luôn, tức là mới học ba hệ quy chiếu thôi, mà ba hệ quy chiếu mới học một lần thì làm sao mà, thì cũng phước báo của mình thấp á, mình chưa có thấu suốt hết đâu, là từ những vô mentor đó. Cho nên là, nhưng mà lại khi mới thấy là có một cảm giác ở bên trong là không đủ đầy á, không đủ đầy là người ta học nhiều, người ta biết nhiều, mình chả biết gì. Nhưng mà trong mắt của người khác ấy thì mình lại rất giỏi, trong mắt của người khác Đúng. giỏi, bởi vì không biết tại sao lại tổng nghiệp kiểu gì lại là mình cũng cống hiến gánh vác được, thì trong mắt người ta, trong mắt của các thầy cô master luôn, tức là lúc đó mình mới học mentor thì các thầy cô master á ai cũng nói, thì lúc đó mình cũng nói chuyện với một số thầy cô thì mình có một cái nguồn năng lượng là không có ghi nhận biết ơn mình, tại vì mình thấy mình cũng kém cỏi á, thì thầy cô mới thầy cô bảo có những người mà đến bây giờ á, các lý con nhắc lại mà, thì thầy cô có bảo là cho thầy cô đi xách dép mình thầy cô cũng đi theo, thì lúc đó mình cũng chả hiểu gì cả, thì tóm lại là thầy cô bảo mình chẳng biết ghi nhận biết ơn, thì mới nhìn lại là đến cho đến bây giờ á, càng ngày càng thấu suốt hơn á, học được nhắc nhở lại thì đúng là thấy mình chẳng ghi nhận biết ơn. Nhưng mà có một cái điều á, để mà nuôi dưỡng được ước mơ của mình, ví dụ như là làm chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm á, thì mình cần phải biết ơn và ghi nhận lại những, tức là ghi nhận lại những gì mà mình đã làm được ấy ở trong quá khứ, thì á cái ước mơ ở trong tương lai á nó mới làm cái động lực cho mình được, tức là nó làm động lực cho mình ở trong trong tương lai á, là nếu như mình biết ghi nhận những gì mình đã làm được trong quá khứ, thì nó sẽ làm động lực. Ví dụ nhá, mình á chuẩn bị làm một cái gì đó, mà cái điều đó mình muốn làm một cái gì đó nhưng mà nó chưa có xảy ra, nhưng mà mình ghi nhận biết ơn những gì mà mình đã làm trong quá khứ,
thì nó sẽ làm động lực trong tương lai. Con người á, mà không biết ghi nhận á, mà họ lấy những cái cảm xúc tiêu cực trong cái việc mà họ làm á, họ làm không được ấy, những cái cảm xúc tiêu cực trong cái việc mà họ không làm được những cái điều đó á, thì Dạ hiểu cô. họ sẽ đóng luôn ước mơ của họ, thì không có động lực để làm cái gì nữa. Trời ơi. Chính xác, linh đăng như thế đây. Chính xác luôn cô ạ. Tức là linh linh rất là thích làm tư vấn giống như là coaching, giống như là thầy thầy Trung á, thầy Ngọc Trung tuyệt vời của nhà mình á. Thế thì Linh có cũng có một số những cái lần mà Linh Linh đi và Linh chia sẻ và nói chuyện với cả mọi người, thì là có những người họ thay đổi rất là lớn, nhưng mà Linh không ghi nhận những cái gì mà Linh làm, Linh thấy vẫn chưa được. Thế xong cái bây giờ á, là cảm thấy là tự dưng cái mong muốn, cái khát khao mà ngày xưa nó phừng phừng mình có thể là kiểu học ngày học đêm để đạt nó ấy cô, bây giờ nó chìm ngóm rồi. Linh không còn không không còn gọi là cảm thấy hứng thú hay là cảm thấy cái gì đấy nó gọi là quá khao khát nữa, không như vậy nữa. Cho nên là cái này phải phải ghi nhận lại rồi, chìa khóa đây rồi. Thì đúng rồi, thì ngày xưa cảnh trong cũng thế, khi mà một khi mà mình mất động lực trong tương lai á, là mình cảm thấy mình không làm được cái gì á, nhưng mà thật ra mình coi lại á, mình biết ghi nhận bản thân mình là mình làm được những cái điều đấy các kiểu ấy, thì mình bắt đầu mới mới đi tiếp được. Dạ. Okay. Vậy thì ghi nhận biết ơn những cái gì mà mình làm. Thật ra nhé, thật ra là có những cái sau này á, lúc thật ra Khánh Trâm chia sẻ một cái này nhá, chia sẻ trước đã. Thật ra là có một lần á, là tại vì mình có cái điều mình làm là hiển nhiên ấy, tại có một lần Đúng. là mình cứ coi làm điều, ví dụ như có lần anh thầy Kiến á, cả nhà biết thầy Kiến, thầy mọi người cứ khen này khen kia thì mình cũng chẳng ghi nhận, mình bảo cái đó có cái gì đâu, cái đó có cái gì đâu, mình coi xem thường nó cả nhà, mình xem Dạ. thường việc mình làm được ấy. Thì lúc đó Đúng ví rồi dụ ví dụ như là thủ đắc đồ á, thì mình tại vì mình thấy nó bình thường mà, xong rồi mình thấy đấy, mình thủ đắc xong rồi mình trong cái học thế này nên mình chát lên ô chát đấy, thì mình thấy bình thường, mình bảo thì em thấy bình thường ý, mọi người cứ làm quá lên, mình nói vậy. Thế ông mới bảo á, em tưởng ai cũng làm được như em hả, có nghĩa là có những cái công việc ấy là mình thấy bình thường nhưng mà người ngoài họ không làm được như mình đâu, và khi mà mình đã gọi là coi thường, thấy đó là hiển nhiên á, là sự khiêm tốn trong mình không còn nữa, tức là mình thấy bình thường mà người ta đâu có làm được như mình thấy bình thường là mình có phải coi thường người khác không, vi tế cực kỳ luôn nha. Bây giờ nha, có phải là mình thấy là mình làm được cái việc đấy, xong mình bảo là thì có cái gì đâu, có cái gì đâu mà mọi người làm quá lên thì em thấy nó cũng bình thường mà, được chưa, mà người ta đang khen mình, mà người ta khen mình có nghĩa là đâu đấy những người mà họ ghi nhận để động viên mình không nói, nhưng mà đâu đấy có những người họ công nhận cái năng lực của mình, tức là họ cũng tức là ở đâu đó họ ngưỡng mộ, thì có nghĩa là họ vẫn chưa làm được ấy. À, ủa Linh đâu rồi, à đây này đúng không, đây cô ạ. thì mình chưa họ chưa làm được mà mình dám nói câu đó thì mình không còn khiêm tốn nữa cả nhà. Cái bài học này là bài học sâu sắc của chồng luôn á, tức là mình không còn khiêm tốn nữa. Cho nên là lúc đấy thì thầy mới bảo là em tưởng là ai cũng làm được như em hả, thì lúc đó mình mới ngộ ra. Dạ. Mời thầy nghiệm hồi này, giơ tay, giơ tay xem nào. Rồi chắc chia sẻ mọi người một chút ha. Ngày xưa cả nhà, thì lúc mà các thầy á dạy cho các học trò mình tập võ đó cả nhà, thì làm sao ai cũng muốn là người giỏi nhất đúng không?
Người có công nhận điều đấy không? Ai cũng muốn là tôi là người đánh đấm đồ xong rồi xưng danh, xưng hùng, xưng bá là anh hùng gì đó. Mọi người thấy không ạ? Thì mình cũng như vậy á. Khi mà mình học cái gì á, mình làm cái gì á, thì mình cũng muốn á, cái bước đầu tiên là mình muốn là mình làm được cái điều gì đó. Phải không cả nhà? Cái mình mà đạt được á, thì mình nhìn thấy những người ở dưới là làm sao cả nhà? Mình nhìn thấy cái người dưới sao mà họ không biết làm, sao họ kém thế, sao họ thế này thế kia thế, đúng không? Nhưng mà khi mà bắt đầu sư phụ nói một câu như thế này với lại cái người mà giỏi nhất đó, là sau khi mà cái người đó họ xưng hùng xưng bá được một thời gian đúng không, thì sư thầy mới nói rằng là bây giờ con á hãy hãy nhường á, tức gọi là hãy chọn lấy một người và nhường cái vị trí của con lại cho người khác đi. Thì theo cả nhà đó, thì cái người đang xưng hùng xưng bá đó họ phản ứng làm sao? Không đúng ý. Theo Linh thì họ phản ứng làm sao? Không đồng ý đâu. Nhưng mà cũng phải đến ngày họ phải làm đấy chứ. Sư phụ lúc nào cũng nhắc là con hãy kiếm lấy một người đó và giúp cho người đấy trở thành con ở hiện tại đó. Đó là tức là truyền đệ tử đó, truyền trao cho đệ tử để mình lên ở một cái cấp cao hơn. Sư phụ lúc nào cũng giải thích cho người đó hiểu cái chuyện đó là bây giờ con bỏ cái đấy đi để con lên ở một cấp độ cao hơn. Nhưng mà cái người đang xưng hùng xưng bá thì làm sao mà có thể bỏ được, đúng không? Tại vì mình đang ngon mà, thì giống như mấy câu chuyện cô Trâm nói đó, thì cô Trâm thuộc đắc rất là ngon thì mình làm được mà, mình làm được, mình rất là nhiều người công nhận cái việc đó mình làm được. Nhưng mà giờ bảo đó là bây giờ mình đừng có làm nữa, không phải mình không làm nữa bởi vì mình không làm, bởi vì bây giờ mình chọn lấy một người để bồi dưỡng cho người đó làm được cái chuyện đấy, thì sao cả nhà? Hình như mình bị mất cái gì đó đúng không cả nhà? Đó, mình thấy mình bị mất, thì á có một câu như này rất là hay cả nhà, đó là khi á mà mình cho đi á thì mình mới biết á là mình có cái gì đó. Thì cái này khi mà cô Linh bảo là họ học về học phần 7 bố thí đó, thì bây giờ mình giả bộ đi, bây giờ mình rút lui lại, bây giờ mình không làm những cái điều mình đang làm nữa, giả bộ mình cho đi đi, tức là bây giờ mình biết cái chuyện đấy rồi, bây giờ mình cho đi, tức là mình dạy lại cho người khác làm được cái điều mà mình đã làm được. Cái tự nhiên đấy mọi người, mình thấy là hình như mình có nhiều thứ để cho quá. Cả nhà cứ thử đi, cả nhà cứ thử cho đi ấy, thì mình sẽ thấy rằng ồ hình như mình có nhiều thứ để cho lắm. Và khi mà mình có nhiều thứ để cho vậy đó thì mình mới thấy ồ sao mình giàu dữ vậy ta, mình nhiều cái quá à, mình nhiều cái để cho quá à. Thì như hôm trước ấy, thì em có chia sẻ với cả nhà về ba loại tài sản đó đó, thì lúc đấy thì mọi người mới mới nhận ra được cái việc ba loại tài sản đó, mình sẽ nhận ra được cái việc mà mình có rất là nhiều thứ để cho đó. Thì để mà người khác làm được, mà làm được giống mình đó, thì bắt đầu là mới có câu chuyện mình bồi dưỡng được cho một người làm được giống mình rồi. Thế vậy khi mà họ làm được giống mình rồi thì sao? Thì bắt đầu mình mới hướng dẫn họ lên một cái nấc tiếp theo, đó là giúp họ buông cái đấy đi, đúng không? Để họ làm một thứ khác. Thì theo mọi người nhá, một cái người á mà làm xong rồi đặt định, xong rồi buông, mà làm khoảng 100 lần như vậy thì năng lực của họ như nào? Đúng không? Ví dụ như là như kể câu chuyện bây giờ mình lớn hết rồi, mình kể câu chuyện là ngày xưa mình chưa biết nấu cơm đi, hay mẹ mẹ dạy cho, đầu tiên là mẹ dạy nấu cơm đúng không, thế biết nấu cơm rồi thế bắt đầu là học cái môn tiếp theo đúng không, là môn nấu đồ ăn đúng không, bắt đầu biết chiên trứng rồi biết luộc rau rồi biết đồ, tự nhiên biết hết luôn. Thế mình giỏi không? Mình cũng thấy mình khâm phục mình đó. Nhưng mà có phải là mình có mọi năng lực bởi vì là mình làm được xong á, xong mình bắt đầu mình học thứ khác không? Nhưng mà ngày xưa mình không hiểu rằng là mình muốn học thứ khác thì mình phải truyền cái đấy lại cho người khác. Ví dụ như mình thì có em, mình truyền lại cho em mình đúng không?
hoặc là mình có con thì sau này mình truyền lại cho con mình mấy cái tri thức đó sao, thì có phải có người nấu cho mình không, nhưng không phải là mình không biết nấu đúng không? Đó thì mình mới thấy được là à sẽ đến một cái thời điểm nào đấy là mình học cái tri thức này rồi mình sẽ trao truyền lại cho một người khác đó, và mình khi mà mình trao truyền một người khác và mình giúp cho người khác để trao truyền tiếp 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 tiếp, tiếp. Đó thì có phải là mọi năng lực nó xuất phát từ một cái lộ trình như vậy không? Cả nhà có thấy được cái phần đó không ạ? Mọi năng lực đó đều xuất phát từ một cái quy trình y như vậy không? Thì bắt đầu đó, thầy mới ra được một cái phần đó là à dạy đầu tiên là học đúng chưa? Học để chuyển hóa xong rồi bắt đầu là đi truyền ra, là đi dạy ra đúng không? Xong rồi dạy cho người dạy phải không? Mọi người nhớ cái phần đó không? Thì đấy là một cái quy trình để mà chuyển giao năng lực lại cho người khác đó cả nhà. Đó, nhưng để chuyển giao được á thì mình phải trân trọng biết ơn đó. Chứ nếu không trân trọng biết ơn thì làm sao mà chuyển giao được? Đúng không? Và nếu mà không bao dung được thì làm sao mà mình chuyển giao được? Bởi vì là con người thì có tánh người mà. Đó, mà tánh người thì làm sao? Tánh người thì có cái thì hợp với mình, có cái thì mình không chịu được. Không? Ví dụ người ta tham đi, người ta nổi tánh tham ở cái này ở cái kia, người ta muốn nhanh chóng. Đó, nhưng mình biết là cái thứ đấy không thể nhanh được. Đúng không? Thì mình lại thấy mình cũng nổi tánh của mình luôn, mình không bao dung mà cả hai người không bao dung được, thế là mình cũng nổi tánh của mình, bên kia cũng nổi tánh của bên kia. Thế là hai người cự nhau, thế là mình lại không trao truyền được. Mọi người thấy cái chuyện đó không? Vậy thì nếu như mình không bao dung đó thì làm sao mình làm việc với con người? Đó. Không bao dung là không làm việc được với con người. Giống như mình làm việc với lại đối tác của mình đi. Đối tác của mình họ có những cái điều mà cái tánh của họ có phải là có những cái điều mình không ưng không? Nhưng mà nếu như mà mình cứ tập trung vào cái điều mình không ưng ấy thì lại thứ nhất là nó bị sai về nguyên lý ánh sáng. Mọi người học về nguyên lý ánh sáng rồi. Thế nếu mình cứ nhìn vào bóng tối thì nó là bị sai nguyên lý ánh sáng. Cái thứ hai nữa đó là ai mà chả có cái tánh, ai cũng có tánh mà. Nếu mà mình cứ nhìn vào cái tánh của họ thì mình lại không giúp được cho họ là sao nhận ra được giá trị của họ. Đấy. Em ví dụ nhá. À, có một cái tại vì em học học phần bao dung á, em rất thích cái câu chuyện như thế này. Đó là khi mà mình tiếp xúc với một người á, mình hiểu được rằng là họ sẽ có 16 tánh người. Đấy là chắc chắn. Họ đang bị vướng tánh nào thôi. Còn chắc chắn là họ sẽ bị dính tánh người, ai ai cũng bị dính hết. Nhưng mà ai thì cũng đều có năng lực hết, cả nhà đồng ý không? Dù bất cứ là tánh gì đi chăng nữa thì họ đều có năng lực và họ đều là mảnh ghép của mình hết. Nhưng mà để mà họ thực sự trở thành mảnh ghép của mình á thì mình phải nhìn thấy được giá trị từ họ. Đúng chưa? Hoặc là mình cho họ nhìn thấy được giá trị của họ. Đúng không cả nhà? Em lấy ví dụ như là à, mình biết là cô Trâm phụ đắc tốt đi. Thì làm thế nào để giúp cho cô Trâm tiếp tục phát huy cái việc thụ đắc đó và truyền ra cho người khác, thì có phải là giúp cho người đó tự nhận ra được là họ có cái năng lực đó không, họ có được cái giá trị đó không, và họ đi trao truyền cái giá trị đó không? Rồi em lấy ví dụ nhé, cô Trâm cô viết thư pháp ngon không, người thấy cô Trâm viết thư pháp chưa, cô Trâm có đam mê thư pháp không? Thế rồi, thế rồi. Đấy thì mình biết rằng à cái người này đó họ rất là thích thư pháp, họ làm thư pháp rất là đẹp, thì có phải họ mình giúp cho người ta là à nhận ra được cái việc là à họ viết thư pháp rất là đẹp, bây giờ phải truyền ra đi, bây giờ phải hướng dẫn cho người khác, bây giờ phải tặng thư pháp đi để cho nhiều người biết tới đó, thì có phải họ nhận ra được ồ thế là khi mà họ làm đó cả nhà bắt đầu có nhiều người khen đó, bắt đầu có nhiều người khen xong bắt đầu là thấy rằng là bản thân mình có giá trị, thế là có phải là bản thân người ta tự người ta thấy có giá trị và mình cũng thấy người ta có giá trị không? Dạ Đó. đúng ạ.
thì có phải là đó thực sự mới là bao dung không? Đó, tức là Ừ. mình không nhìn góc gì hết á, mình chỉ nhìn một cái góc thôi. Tất nhiên là khi mà mình dính vào tánh người đó thì mình có sẽ có rất là nhiều góc nhìn. Nhưng mà nếu được á thì mọi người nhìn giúp em cái góc nhìn thế này. Đó là làm thế nào để cho người này nhận ra rằng họ có rất nhiều giá trị. Và chỉ cần họ ở bên cạnh mình thôi thì họ sẽ nhìn thấy ra được cái giá trị của họ. Được không? Đó. Ví dụ như là quan sát cô Linh đi. Thì làm sao để quan sát cô Linh để nhìn ra được là cô Linh đang có giá trị gì, đang có tài năng gì, và giúp cho cô Linh phát huy được cái tài năng đó. Thì cô Linh thấy ngon không? Chứa đựng đến đến như vậy luôn. Thì làm sao? Thì là cả cả em cũng ngon, cả cô Linh cũng ngon. Đấy, chuyện đó không? Đó. Chứ mọi người đều có tài năng hết. Lúc mà mọi người stress ấy, mọi người năng lượng âm ấy, mọi người nghĩ rằng là mình chắc trên đời mình không có cái gì cả, mình sao ấy, đúng không? Thì mình bắt đầu mình xem lại, mình xem lại. Thứ nhất là một đó là mình đi giúp người khác nhận ra giá trị của bản thân người ta thì mình sẽ nhìn thấy được là giá trị bản thân mình. Hai đó là làm sao mình nhìn lại xem mình có thể cho được cái gì, thế mình cứ cho đi. Tại vì mình cho mình thấy mình mất đấy, là tự ra là mình tự mình nhận ra là ồ hình như là cái đấy mình có giá trị đó. Ở nhà cứ thử đi, ví dụ như mình cầm cuốn sách đi, giả bộ như là mình rất là thích đọc sách, ngày xưa mình rất là thích đọc sách, thế xong rồi là bây giờ mình chán rồi không biết làm gì hết, thì mình cho đi, mình đem sách mình cho hết, thế tự nhiên mình cho sách ấy, mình thấy là ủa sao mình lại cho sách ta, đúng không, sao lại mấy cái này mình lại ra đó. Thế có phải mình nhận ra là hình như là cái đấy, cái thứ đấy là cái thứ có giá trị không? Đó. Ví dụ như là mình ai đó giàu quá ha, thì có thể làm phương pháp này, nhưng mà phương pháp này không dành cho số đông nhá. Đó. Thì ví dụ như là mình thấy mình chán quá thì mình cầm tiền đi mình tiêu. Mình tiêu nhưng mà mình tiêu có mục đích một xíu, mình tiêu cho từ thiện chẳng hạn. Ví dụ mình cho người ta hớt tiền đi, cái mình hết tiền. Hết tiền mình mới lúc đấy mình mới nhận ra được giá trị của tiền là như thế nào. Nếu mình không có tiền là mình sẽ như thế nào đó. Đó, mọi người có thấy không? Bắt đầu mình mới thấy là ồ, tiền có giá trị lắm, dù là nhỏ đến mấy cũng có giá trị. Mọi người có thấy chuyện đó không vậy? Đó. Thì mình cứ cho đi, nó có một câu rất là hay đó, cứ bạn cứ cho đi bạn sẽ nhận ra được giá trị, tức là khi cho đi đó, thì mình mới biết là mình có cái gì. Còn khi mình không cho đi á thì mình không biết là mình đang có gì đâu. Thế là mình tưởng thôi. Mình tưởng mình có thôi. Nếu mình cho đi là mình sẽ biết mình có. Khi mình có đó thì mình lại phải cho đi. Nhưng mà cho đi làm sao để mà có công đức phước đức, để nó khi mà có công đức phước đức á thì nó sẽ quay về với mình gấp nhiều lần. Đấy, cái thứ mà mình đã cho đi. Được không? Biết ơn thầy. Dạ. Đấy là chia sẻ cho mọi người thêm về cái học phần này. Đó. Bây giờ xin mời cô Trâm quay trở lại với chương trình. Dạ, rất là biết ơn thầy Phước Nghiêm Hồi ạ. Cả nhà thông qua cái chia sẻ của thầy Phước Nghiêm Hồi ấy thì bây giờ thế này, thay vì mình vừa nãy thầy nói gì ta, ý là thầy bảo là mình tìm, thật ra là nó có một cái điều thế này, trước khi mà mình ghi nhận biết ơn được á cả nhà, muốn mà ghi nhận được biết ơn được ấy thì mình cần phải có nhận thức nội tâm về một điều gì đó, và nhận thức nội tâm về một cái điều gì đó là rất là quan trọng để mà mình có thể ghi nhận biết ơn được. Đó, ví dụ như mình ghi nhận biết ơn con người đi. Vừa nãy à, thầy Phương Nghiêm Hồi có nói là mỗi người một tánh, tánh này tánh kia ấy, nhưng mà thật ra thế này, thầy nói rất là đúng luôn, nhưng mà mình nói theo một cách khác là về ngôn ngữ nội tâm á, tức là mình phải có nhận thức nội tâm về con người, tức là mình nâng tầm nhận thức nội tâm về con người ấy. Mà khi mình có được cái nhận thức đấy ha, tại vì con người á rất là dễ oán trách, con người rất là dễ oán trách con người, nên mình chỉ cần nâng tầm nhận thức nội tâm về con người
thì đơn giản để mình ghi nhận và biết ơn những gì mà họ làm cho mình á. Đúng rồi cô. Ừ thì á, theo khao khát của Linh 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 xinh đẹp, Khánh Trâm sẽ mở ra một cái chuỗi, đó là chuỗi nâng tầm nhận thức nội tâm về con người. Thì mình sẽ học là nâng tầm nhận thức nội tâm về con người, sau đó là học 7 bố thí á, thì mình chỉ cần là nâng tầm nhận tâm của con người thôi. Thì Ok. biết con nhớ không, nhớ cái là chín dạng người cần nhận dạng á, rồi nhớ là về này chín dạng người là con chín dạng người cần nhận dạng này, mình nhớ là con người là cây cầu, không phải là cây cầu thì cũng là con đường. Là con đường. Ừ. Rồi là vốn mượn sức trợ lực, rồi mình còn trong quảng bá con có giữ hình, còn nâng cao tần số rung động năng lượng, ổn định tần số rung động năng lượng. Ôi rất là nhiều luôn. Và từ khi mà mình nâng tầm nhận thức nội tâm về con người rồi á, thì lúc đấy á, cái sự ghi nhận biết ơn rất là đơn giản luôn đó cả nhà. Con Vâng. người cho mình bài học, biết ơn là con người cho mình bài học đúng không? Có cho bài học là thầy á, con người là thầy của mình ấy. Thì bất kể là người đó như thế nào thì họ cũng cho mình một cái bài học nào đó thì họ cũng là thầy của mình này. Nắm tới đấy không? Dạ, nắm. Ừ. Vậy thì giống như một cây dao á, nếu như mà mình cầm dao thì chúng ta có nhận thức, mình cầm một con dao như thế này đúng không, mình cầm một con dao như thế này này thì mình nhận thức nó là hung khí, nó nguy hiểm chưa, nhưng mà cây dao á là công cụ mà để cho chúng ta có thể là sắc thực phẩm để ăn thì nó lại có lợi đúng không cả nhà. Đúng rồi ạ. Ừ. Vậy thì á, bất kỳ một cái vật gì nó cũng lệ thuộc vào nhận thức của mình mà nó có tính hữu dụng hay không. Hiểu cái này không? Hiểu cô ơi, tại Ừ. vì hôm vừa rồi học học lớp yêu thương á, thì cái tầng bậc một của yêu thương là trao giá trị. Thì ngày xưa nếu mà không hiểu thì cô Hoàng Anh cũng có nói là một số người kiểu cảm nhận là khi mà kiểu người khác trao xong rồi lại muốn là mình làm cái này cái kia thì cảm giác là kiểu bị thao túng ấy. Nhưng sau này học xong rồi thì về thì mới nhận ra là ôi hóa ra là mình được yêu thương rất là nhiều ấy. Thì là bởi vì là được thay đổi về cái nhận thức nội tâm về yêu thương ấy. Đúng rồi, nó có nhiều tầng bậc để yêu thương đấy. Học lớp yêu thương xong rồi mình mới thấy là có nhiều tầng bậc để yêu thương, thay đổi nhận thức mà, thay đổi nhận thức về yêu thương ấy Đấy thì là sẽ thay đổi. ừ. Thì mọi thứ nó quan trọng cả nhà, nhớ không? Nhớ là nhận thức nội tâm nó ảnh hưởng đến trạng thái rung động điện tử nội tâm không? Nhớ cái đồ hình trải nghiệm nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan á. Dạ. Ừ. Đó. Vậy thì một người mà biết ghi nhận biết ơn á, thì người đó, thứ nhất là người đó phải phân tích được cái tính hữu dụng của vạn vật. Thì đầu tiên phải có nhận thức vạn vật có tính không, sau đó mới phân tính hữu dụng của Đúng vạn rồi. vật đúng không nào. Còn nếu Đúng như áp đặt á, nếu mà áp đặt vạn vật là một cái gì đó rồi á, thì lúc đó tính hữu dụng nó bị giới hạn. Toàn đấy hiểu không? hiểu cô ơi. Ừ, ví dụ như là con cái của mình này à, ở đây chơi có cô Tuyết có con thôi chứ chưa có ai có con cả. Vậy thì á, nếu như mà mình nói nghĩ con của mình á, ghi nhận con mình là một đứa trẻ thường hay thích chơi game, thường hay thích chơi game và ghi lại những cái cảm xúc mà tối ngày chơi game tiêu cực á, thì là bị dính hình chưa? Khi mà thấy Bị con chơi dính hình game, ừ, bị dính hình, thì lúc đó mình đã không, tức là từ lúc đó trở đi là mình không có ghi nhận được những cái điều gì tốt đẹp với con hết á, mà chỉ thấy những cái điều không tốt đẹp hiện lên trong mắt của mình thôi. rồi. Ừ. Đâu? Do đâu mà không ghi nhận được? Tại vì mình đã nghĩ là nó chỉ có chơi game thôi, nó làm gì có cái giá trị khác không gì nữa đâu. Nó là thế này này, là bởi vì á, là mình thiếu một cái nhận thức con không là ai, mà chúng ta đang có một cái nhận thức là đứa trẻ đó nghiện game. À, ừ. Ừ. Đúng rồi, con không ra. Vậy thì con người mà muốn ghi nhận và biết ơn được ấy, mình phải có một cái nhận thức, nhận một cái nhận thức như thế nào, tức là nâng tầm nhận thức nội tâm về con người, về mọi Mình thứ. con. Thì bước đầu tiên để mà chúng ta kích nhân tốt là như vậy, thì là
tức là giống như là vạn vật có tính không thì không là ái, thì mình có thể biến người đó thành ái ấy. Thì mình sẽ tạo ra một cái hình ảnh mới đúng không Ừ, ghi nhận biết ơn, trời ghi nhận biết ơn là tạo ra nhân tài á cả nhà. Vậy thì á, mình không thể nào mà mình quảng bá được nếu mà mình thiếu ghi nhận biết ơn, và thiếu ghi nhận biết ơn điều gì đó. Thì bởi vì là sao, khi mà mình thiếu ghi nhận biết ơn về một điều gì đó, có nghĩa là cái nhận thức của mình về cái điều đó có vấn đề, nên mình mới không ghi nhận biết ơn về điều đó được. Con người mình không thể quảng bá con người được, bởi vì có nhận thức về cái người đó Về có. con người có vấn đề. Đúng rồi. Mình không thể ghi nhận được bản thân bởi vì cái nhận thức của mình về bản thân có vấn đề đúng không cô? Đúng rồi, mình có nhận thức với bản thân mình có vấn đề á. Vậy thì khi mà ghi nhận biết ơn được thì mọi cánh cửa mối quan hệ thì sẽ được mở ra, không có cử lộn với nhau nữa. Vậy thì á, khi mà ghi nhận biết ơn rồi, xong rồi đi quảng bá nữa ấy, thì mình sẽ kiến tạo nên được những cái gì mà mình muốn quảng bá cả nhá. Chẳng hạn nhá, muốn kiến tạo vở đi, muốn vở của mình chưa tốt này, xong rồi mình ghi nhận biết ơn vở, xong rồi mình đi quảng bá vở mình, thì mình tạo nên một cô vợ, trời ơi, hiểu không? Hiểu ạ. Ừ, bây giờ mình bản thân mình nhá, mình chưa có người yêu đúng không? Hải cười. Thưa thầy hay bảo là kiến tạo đến người vợ của mình, kiến tạo đến người chồng của mình là như vậy á. Còn ví dụ như mình á, muốn có người yêu á, đơn giản thôi, muốn thu hút kiểu gì á, mình sẽ quảng bá, mình đầu tiên ghi nhận biết ơn mình, xong mình quảng bá một cái điểm, không phải là quảng bá hết đâu, tức là mình phải sâu ra một cái thôi, sau đó sau khi người ta biết tới mình á, người ta mới tìm hiểu về mình mới càng ngày càng sâu thêm. Như là mình quảng bá ghi nhận biết ơn mình, và mình quảng bá kiến tạo nên bản thân mình ấy, kiến tạo nên bản thân mình để thu hút đúng cái đối tượng đó đấy đó, hiểu không trời? Hiểu cô ơi, Hiểu sao mà hiểu siêu. kiểu là cũng nghiệm lại cũng cũng thấy đúng, Thì đúng kiểu mà. kiểu ngày xưa mình ghi nhận một thứ xong sau đấy là mình cũng quảng bá những cái điều đấy, xong mình thấy càng ngày người ta càng tốt lên kiểu thế. Thì đúng là ghi nhận biết ơn tạo nên nhân tài mà. Thật ra là ví dụ như ngày xưa mình đi học nha, có phải là ngày xưa mình đi học, mình học một môn toán đấy mà chấm đúng, thầy đúng luôn, nghiệm lại ngày xưa thầy đúng, mình đi học môn toán, mình cũng không biết là mình giỏi môn toán đâu, nhưng mà mình làm được, sẽ là thầy cô mới bảo là con bé này có năng khiếu với môn toán vậy ta, cái giờ mình tin luôn, hiểu không, mình tin luôn, và từ đó môn toán mình giỏi luôn đó cả nhà. Để ý cái này không nhở, hồi nhỏ có Vâng. không? Có cô ạ. Ừ, thì thật ra mình cũng học bình thường thôi, nhưng bởi vì cái lời ghi nhận nó, cái là từ những giống như là ước mơ thành hiện thực đấy, từ những ghi nhận là môn toán, từ những môn toán phải chấm học giỏi luôn cả nha. Nhưng môn văn thì không có ai thì thấy ai không ai ghi nhận cả, mình tưởng mình học dốt môn văn thì là từ đó học dốt luôn. Đúng, là cái như thế này, tại vì ngày xưa ấy là mẹ của Linh nào cũng bảo là cái con này mắt nó bị làm sao ấy, là sao nó đi đâu nó cũng bị ngã. Thế là lớn lên là mình lúc nào mình cũng bảo là mắt của mình rất là kém, và thực tế là nó kém thật, đi khám là bao giờ cũng 1/2 phần 10. Thế xong cái từ hồi làm sinh trắc vân tay thấy mắt là đứng số 1 luôn cô ạ, không tin nổi là sao lại như thế. Thì có rất là nhiều cái mà kiểu người khác áp vào mình ấy, tức là người ta áp vào mình xong rồi mình tự dưng là mình cũng sống theo cái kiểu như vậy luôn ấy. Đó, cho nên là tại vì á, cái nhà quảng bá, cái người mà đi quảng bá nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu dày đến tâm thức của con người luôn.
họ nếu mà bữa sau này học cái học phần quảng bá thì sẽ hiểu, tức là tại vì quảng bá là nhắc đi nhắc lại mà, đầu tiên nó phải có lòng trân trọng biết ơn, xong nó cứ nhắc đi nhắc lại trân trọng biết ơn và nhắc đi nhắc lại thì á có phải là nó sẽ kiến tạo nên một cái mới luôn đó cả nhà. Tức là ví dụ như có phải nhìn ở trên trên mạng xã hội á, những cái trend á mà thu hút con người á là họ làm và họ ảnh hưởng sâu dày đến tâm thức của con người luôn, kiến tạo nên một cái mới. Cho nên là kể cả là bố mẹ mình nói gì hay là bất kỳ ai nói gì về mình á thì nó cũng ảnh hưởng đến đến tâm thức của mình rất là nhiều và từ đó ảnh hưởng đến hành vi của mình á. Vâng. Vậy thì nói sơ qua về cái quảng bá, tức là khi mà mình muốn sở hữu bất kỳ một cái điều gì á thì thông qua quảng bá mình đều sở hữu được hết. Chẳng hạn như mình muốn sở hữu vở của mình đấy, vở của mình thật xinh, vở mình thật là ngoan, vở mình thế này thế kia thì có phải là thông qua quảng bá là mình ghi nhận biết ơn vợ rồi mình bắt đầu, tại vì quảng bá là phải có lòng trân trọng biết ơn mà đúng không, thì bắt đầu là mình đi quảng bá thì mình kiến tạo nên người vợ của mình và mình sở hữu họ luôn. Đóng đúng cho im re và chơi tương tác đi cô Tuyết để biết tập Mà nắm được cơ. tại vì là cái đoạn quảng bá này nó vẫn hơi 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 gọi là mơ hồ một chút xíu. Chào, mình cứ đi quảng bá thì cái người mà mình kiểu mình chưa chưa có hoặc mình chưa đạt được ấy thì lại sợ vì kiểu người ta nói là mình khùng ấy cô, nên là đang ngẫm về cái đấy. Thì đúng rồi, nếu mà quảng bá phải đủ tiêu chuẩn để quảng bá, nhưng mà ví dụ như nói ở đây là ghi nhận biết ơn thì là kiến tạo đến người vợ của mình á, thì tức là mình nói với người vợ của mình cái điều đấy, tức là không phải là quảng bá rộng rãi mình là anh ơi anh vợ tôi thế này thế kia anh ơi anh, không, nó không phải là như vậy. Linh đang hiểu là đi quảng bá rộng rãi như vậy đúng không? Đúng rồi cô. Ừ, thì nó không phải vậy. Muốn đi quảng bá rộng rãi nó phải đủ tiêu chuẩn để quảng bá. Thì khi nào học lớp quảng bá thì sẽ hiểu có những tiêu chuẩn để mà mình quảng bá. Ví dụ quảng bá về sách, đâu phải sách gì mình cũng đi quảng bá đâu. Nhưng mà ví dụ như là người vợ của mình muốn kiến tạo nên người vợ của mình ấy, thì đầu tiên mình ghi nhận biết ơn thì mình nói với vợ này, hoặc là mình quảng bá là ví dụ mình không 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 có nói trực tiếp với vợ, mình có thể là nói với những người xung quanh, những người thân ấy, ví dụ ba mẹ vợ này các kiểu ấy, thì sau này tự dưng ba mẹ vợ nói lại với con của mình thì bảo ủa thì nó khen cái này kia, thì giống như là môn toán ấy đó, chỉ cần ghi nhận một xíu vậy thôi là bắt đầu là thay đổi, mà vô tâm thức của người ta bắt đầu người ta thay đổi, người ta thay đổi hành vi luôn á. Ngày xưa Khánh Trâm nhớ một cái điều buồn cười lắm, hồi đó mình thích cái anh đấy, thế xong rồi mình gội đầu á, mình gội đầu và gội đầu chỉ có xuân xíu thôi chứ có cái gì đâu, mà ông ấy khen thơm, ông bảo là chờ em gội đầu bằng cái gì mà thơm vậy, một câu nói ghi nhận đó thôi á cả nhà, không biết là thơm thật hay không mình không biết, mà từ đó trở đi mình chỉ gội dầu hồi đó thôi, tức là chuẩn bị đi chơi với ảnh là mình bắt đầu mình lấy dầu hồi đó ra mình gội. Thì bây giờ có phải là ví dụ như là mình cũng chẳng biết nó có thơm thật hay không, nhưng mà nếu như mình ghi nhận mình đi với bạn trai mà mình muốn cái điều đó mà bạn trai làm cho mình á, mình có phải là mình khôn khéo ghi nhận cái việc đó không, xong rồi mình Dạ. có không nói với người đó nhưng mình nói với người khác là hôm nay anh như thế này thế kia, và cái người kia mà nói lại với ảnh ấy thì có phải là ảnh bắt đầu thay đổi không, tại vì tôi được ghi nhận, họ không cần biết là điều đó như thế nào, không cần biết là mình cũng ngửi, mình thử ngửi tóc của mình á, mình chẳng thấy thơm gì cả, nhưng mà người ta thích cái đấy thì bắt đầu hành vi mình, hiểu không? Hiểu rồi cô ạ. Ừ, còn cái quảng bá kia bữa sau học thì sẽ biết đấy. Thì ngày hôm nay á, chỉ có chia sẻ cái phần ghi nhận, khiếp mà đến 3 rưỡi rồi, ghi nhận biết ơn thôi, còn mai mốt chia sẻ về trân trọng biết ơn, hiểu sâu về trân trọng biết ơn, thì ghi nhận biết ơn là phải có, còn trân trọng biết ơn á, ví dụ ghi nhận biết ơn á, là nó có tính hữu dụng như vậy, tức là nó, còn trân trọng biết ơn á, đôi khi á, không phải là người khác mang lại hay bất kỳ một cái điều gì, mà là ví dụ sự hiện diện của mọi người ở trong Zoom thế này thôi á, cũng khởi khởi được cái sự trân trọng biết ơn ấy, tức là sự hiện diện của bạn thôi là tôi cũng đã có cái lòng khởi được cái lòng trân trọng biết ơn nữa, Vâng. ghi nhận thì là họ làm được một cái gì đó rồi mình ghi nhận lại cái điều đấy, ghi nhận biết ơn.
Đấy. Hôm nay ghi ghi nhận. Ừ, ghi nhận. Nhưng mà như như thế thì hôm nay Linh Linh thấy rằng là khi mà mình thay đổi được tầm nhận thức thì mình sẽ khởi sinh được cái sự ghi nhận, cho nên là mọi thứ đều bắt nguồn từ cái việc là nâng tầm nhận thức nội tâm của mình lên, đúng không cô? Đúng rồi. Ủa Yeah. cái môn học của mình này là bây giờ có phải là mình học cái môn học tri thức này là để cho cuộc sống mình tốt đẹp lên không? Đúng rồi cô Ừ. ạ. Mà muốn cuộc sống mình tốt đẹp lên á thì có phải là tần số rung động năng lượng, tức là cuộc sống mình tốt đẹp là trải nghiệm nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan của mình là theo chiều hướng tốt đẹp. Hôm qua có một cái đoạn thế này nhá, Khánh Trâm bị ngỡ ngàng luôn, là ví dụ thầy mới bảo có một học viên lên phát biểu, học viên nó mới bảo là thế này: em á là suốt ngày cứ gặp cái chuyện là đi ra ngoài đường là gặp cứt chó á. Khó chịu. Thì họ hay lắm nhá, thầy giảng 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 cái phần này hay cực kỳ cả nha, là rất là khó chịu luôn. Nhưng mà bởi vì là học về công thức của nguồn cuộc sống các kiểu hết rồi thì biết là nó bắt nguồn từ mình, nhưng mà ngày nào cũng gặp, ý là ngày nào cũng gặp nên là rất là khó chịu lắm, không thể chịu đựng được và gọi là vỡ òa ra rồi. Thế xong rồi bây giờ phải làm sao hả thầy? Thì thầy làm tâm lý một hồi, thầy làm một hồi thầy để nâng tâm nhận thức á, thầy đã bắt đầu nâng tâm nhận thức của bạn này lên. Thì á là ban đầu là thầy nói một hồi thì thầy mới bảo là ăn học như vậy thì vẫn là chưa phải là nhận thức, là nội nhận thức nội tâm là ba hệ quy chiếu của nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình ấy đó. Rồi mình cái tần số rung động năng lượng của mình có phải là nó tương đồng với cái việc đó nên là mình mới có trải nghiệm với nhân sinh về việc đó không? Thì có phải là Dạ. mình thiếu phước báu không? Mình thiếu phước báu mình mới gặp được cái chuyện đấy. Vậy thì á, bây giờ này, thế thầy mới bảo là bây giờ có muốn thay đổi không? À, thì ba mới bảo một câu thế này: dạ, em muốn thầy chỉ cho em để em hết gặp cái cảnh này. Vâng. Thì thầy lại nói một câu thế này mà Khánh Trâm cũng ngỡ ngàng ra luôn. À, thầy bảo vậy thôi, vậy là vẫn chưa ăn học gì rồi. Hết gặp cảnh này không ăn học gì rồi. Tức là có phải muốn lấy bóng tối đi không cả nhá? Dạ, đúng rồi. Không muốn gặp cái cảnh này nữa thì là lấy bóng tối đi rồi. Tôi không muốn cái điều này xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nào nữa trong cuộc đời nữa thì là lấy bóng. Vậy thì phải đổi Dạ, lại. đúng, đúng. Ừ, phải đổi lại cách nói, đó là tôi muốn trải nghiệm sự nhân sinh quan theo một chiều hướng khác tốt đẹp hơn, tức là mình Ê đưa à. Cái này nó vi tế ghê. xong rồi trời ơi, mình cũng bị ngỡ ngàng. Thì lúc đấy thấy mà vậy thì muốn thay đổi, là thay đổi trải nghiệm nhân sinh quan của mình tốt đẹp lên thì sao? Phải nâng cao tần số rung động năng lượng. Muốn nâng cao tần số rung động năng lượng thì mình biết rồi, cái đồ hình đó là nâng tâm nhận thức nội tâm. Vậy thì à, cuộc đời của mình ấy, cuộc đời của mình là mình muốn trải nghiệm nhân sinh của mình tốt lên mình mới học cái môn này. Vậy thì muốn học môn trải nghiệm tốt lên thì tần số rung động năng lượng của mình phải cao và siêu cao. Vậy thì nhận thức của mình phải khác đi. Vậy thì vừa nãy Linh nói đó, thì tức là tóm lại là mình học cái này, một cái câu ở trong trong cái thầy là nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầm bậc trí tuệ thì mình sẽ có Vâng trải ạ. nghiệm quán nó khác đi và đứng trên tất cả các vấn Đúng rồi. Hôm trước cô cũng chia sẻ y chang thế. Ôi. Cũng cũng nói là cần phải nâng, tại vì hôm vừa rồi là mình cũng học về về nhân và quả ở ba ba cái góc là vũ trụ này, rồi là khoa học và nhân sinh đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình muốn có một cái trải nghiệm khác thì mình sẽ phải thay đổi cái tần số rung động năng lượng của mình lên, xong sau đấy để mà thay đổi được tần số rung động năng lượng thì mình lại phải thay đổi cái tầng bậc nhận thức nội tâm của mình lên. Hôm trước cô cũng có chia sẻ hôm bài số mấy nha, bài số 8 hay 9 gì đấy, bài ngọt. 8 Ừ. đúng rồi. Cái đây nói đi nói lại liên tục luôn á. Trời Tại ơi. vì vậy thì bây giờ này, muốn có mối quan hệ xã hội tốt với con người thì bắt đầu nâng tầm nhận thức nội tâm về con người. Mời các
các cô xinh đẹp sẽ tham gia vào lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm con người và bảy bộ thí quan trọng của đời người để nâng cao tần số rung động năng lượng. Và tuần 6 làm luôn nhá. Tuần sau đi cô. Tuần sau luôn, tuần này thật ra cũng được luôn. Tuần này còn có ngày mai nữa chứ mày. Chưa, chấm chưa làm bài tập của master nữa này. Bữa sau làm bài tập của master là mọi người phải vô nghe đấy nha. Vâng. Chia Bài tập của cô là gì ạ? sẻ 3 hệ quy chiếu trong vòng 24 giờ liên tục, với lại chia sẻ lộ trình nhân duyên À. 48 giờ liên tục. Tức là cứ 4 giờ sáng cho đến ngày hôm sau luôn hả cô? Mà Ồ. là những người nào nghe nghe mà cô lặp lại nghe như vậy cũng chuyển hóa lắm. Nhưng mà Khánh Trâm định làm thế này này, tại vì Khánh Trâm cũng không muốn bỏ cái buổi nào chia sẻ như thế này á. Ví dụ như cũng thích làm buổi sáng với buổi chiều nó duy trì, cho nên là Trâm định á là chia sẻ từ 8 giờ tối cho đến ngày hôm sau. Được cô ạ, à, được cô, chỉ cần cho biết là ngày nào thôi ạ. Được đúng không? Chỉ cần À. một nghe là chỉ cần một người nghe là được thôi, một người chứa đựng là sẽ làm. Tại vì phải có người. Thôi. Chỉ cần cô Trâm nói là lịch như thế nào là Linh sẽ vào. Ồ. Bỏ, Linh 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 sẽ dừng lại hết tất cả mọi thứ để vào. Lính. Rồi, vậy thì bài học của ngày hôm nay mình chia sẻ cái phần đó thôi. Hôm nay thứ bảy để cho mọi người. Thứ bảy thì cũng bắt đầu là đổ lỗi đấy, nhưng mà ngày hôm nay bây giờ mình chia sẻ về ghi nhận biết ơn thôi ha. Người tiếp tục thì mình trân trọng biết ơn là bữa sau mình chia sẻ. Nhà mình có ai có bài học tâm đắc ngộ ra gì không, chia sẻ để nâng cao tần số rung động năng lượng này. Cô Tuyết, cô Hải, thầy Hội. Cô Tuyết, cô Không, Hải. mọi người không nói thì Linh lại lại xin nói vậy, kiểu gì cũng phải nói. Là hôm nay thật sự là một lần nữa Bị mất kết nối rồi cô Linh ạ. mà khác, mình cũng đã làm. Linh, mình cứ nội tâm của mình về bản thân mình và về con người nó cũng đã chưa có chuẩn rồi, sau đó thì mình lại phải là theo cái thì mình thể được đấy. Có thể là ví dụ như người khác việc làm là mình cảm thấy rằng là nó là tốt và mình cảm nhận được rằng khi mình làm cái việc đấy thì mình được yêu thương, thế thì mình cứ làm thôi. Thế khi mà mình có được cái sự cái nhận thức đấy thì bắt đầu là mình mới ghi nhận được bản thân, và khi mình ghi nhận được bản thân thì mình mới có thể ghi nhận được những người khác. Và hôm nay không biết cần không, từ hôm quan giờ có cái sự mà nghi ngờ và nó là cô Linh ơi, mạng của cô Linh á bị chập chờn rồi. và sự là có gần đây đúng là cũng cũng đây, cô có nghe Không thấy mà chia sẻ không nghe thấy gì hết. Tôi không? Trời ơi, cô có nghe thấy gì không? nghe thôi. Đấy, năng lượng là từ hôm qua đến nay là năng lượng là hướng dương rất là cao luôn, cho nên là chắc là cũng cũng ảnh hưởng đến bạn. Nhưng mà đúng là Linh thấy là khi mà mình biết mình ghi nhận ý, thì chính mình nghĩ thì mình sẽ ghi nhận được người khác. Trước đây là mình không ghi nhận được mình, là mình không thấy người khác có một cái gì nét đẹp gì hết, nhìn đâu cũng thấy xấu.
Nhưng mà bây giờ mình quay lại và mình nâng tầm nhận thức nội tâm của mình thì mình nhìn đâu mình cũng thấy là trí tuệ này, yêu thương này, rồi là cũng biết ơn cô Trâm là cũng làm rõ cái khái niệm bao dung ấy, để Linh cũng nhận ra là nếu như mình không muốn có một cuộc đời cô đơn thì mình sẽ liên tục bao dung cho chính mình, và thậm chí là đến khi nào nó thành nhận thức nữa thì mình sẽ thấy là mình luôn luôn tốt và người khác cũng luôn luôn tốt. Đó, cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy là bài học của Linh ngày hôm nay. Dạ, rất là biết ơn cô Linh. À, xong cũng cũng đặt một cái ý cô Trâm ạ, làm đặt một cái ý là mỗi một ngày sẽ dành ra 30 phút để ngồi tự tự nói lại ấy, tri thức ấy, tại vì nhiều khi á, Linh cảm giác như kiểu kiểu như là nó có ở trong đầu của mình rồi ấy, nhưng mình không nói ra được ấy. Thế nên là đang đặt một cái ý là ngày mai, kiểu bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ dành khoảng tầm 30 phút mỗi ngày để mình chia sẻ lại cái này theo cái tri thức này theo cái một cái nội dung nó chuẩn chỉ hơn ấy cô. Đấy. Ừ. Được mà, ngon quá trời. Nếu vậy thì quá ngon luôn. Này cả nhà, gì nhỉ? Thứ sáu tuần sau là khai giảng Remainder 6 á. Vô học Remainder 6 là sẽ bắt đi chia sẻ á Linh. Nên là Linh được á, là Khánh chăm chỉ á. Đầu tiên á là Khánh chăm, chắc là Khánh chăm sẽ họp mọi người sớm, xong rồi mọi người thủ đắc á, thủ đắc lại cái và thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Thì sau đó mình lấy cái đó mình đi chia sẻ, tức là mình sẽ thủ đắc để cho tri thức vào đầu rồi đúng không, mình biết rồi. Thì vừa nãy Linh có nói là để cho chuẩn chỉnh nhất á thì chỉ có là chép lại lời của thầy đó, thì gọi là thủ đắc cơ. Thì bữa nào Khánh Nhâm sẽ chia sẻ với thủ đắc, xong mọi người á thủ đắc xong mọi người đi chia sẻ lại mở dung như thế này này, chia sẻ một người nghe suy nghĩ của mình là mình xuất ra rồi thì mình học tiếp vô nữa thì nó ngon. Cô biết không, Linh lên trên trên TikTok và Linh xem ấy, là Linh thấy kiểu nói chuyện rất là có những cái chủ đề mà nó rất vô thưởng vô phạt, mình không nói nó là xấu hay là tốt. Mình bảo là ủa sao ngày nào cũng đúng cái giờ đấy họ cũng nói như vậy. Mà kiên trì ghê luôn. Linh có theo dõi một cái người bạn của Linh ấy, tối nào cũng vậy, là nó là con trai, xong rồi nó là bạn ở trên TikTok thôi, nhưng nó là con trai và ngày nào nó cũng vào nó cũng tâm sự với cả 18 cho đến 20 bạn gái vào buổi đêm, đến 1 giờ đêm nó mới tắt cái live đấy. Thì mình bảo là ủa tại sao người ta nói những cái điều mà nó không có mục đích ấy mà người ta nói kiên trì như vậy, mà mình biết những cái nó hay như này mình lại không làm ấy. Thế là Linh đặt ý rằng là có thể là hôm nào đấy mình sẽ ngồi và mình cũng sẽ bật live và mình cũng sẽ chia sẻ với cả mọi người về tri thức nội tâm ở trên TikTok. Ừ, làm luôn. Nó Bây giờ vậy. đặt ra 30 phút rồi thì mình quay rồi mình chia sẻ hay lắm mà Linh. Ừ, mình xuất Yeah, là mình học rồi là mình học lại một lần nữa cả nhà. Thì ở đây có cô Ánh Tuyết này, cô Ánh Tuyết học Remainder 6 không? Đi vô xong rồi bắt đi chia sẻ. Đi chia mấy sẻ. giờ cô chấm? Tối 8 giờ cho đến 10 giờ. Tối 8 giờ thì Tuyết chưa có thuận duyên để thuận lợi á cô. Ừ. Làm như ủa buổi tối mà tối làm gì không? Vẫn bán hàng hả? Tối thì về với con. À đúng rồi. Tối thì đi học cùng con. Ừ. Trời ơi sướng thế, có con này học cùng. Đúng rồi, sướng lắm, hạnh phúc lắm cô Trâm ơi. Từ ngày mà biết đến tri thức cũng biết á. Ừ. Trời ơi, thấy các bạn nhỏ ghi nhận các con á, các con hạnh phúc lắm á, làm cái gì cũng đơn giản nhẹ nhàng. Ngày xưa áp lực bao nhiêu, gọi con buổi sáng dậy cũng cũng năng lượng nó đi xuống lắm, gọi mãi không dậy bực mình, mà từ ngày vào quýt đến giờ làm cái gì cũng các con cũng đón nhận á. Thích lắm. Ừ. Hay quá. Đừng nâng tầm nhận thức lên á. Cái nhìn nó khác đi á. Nhìn cuộc Đúng đời, rồi. nhìn nhân sinh nó khác, khác hẳn luôn á. 9 giờ tối học tiếng Anh nói không? Trời ơi, mentor 5 giờ học nhiều, nhiều thứ quá. Ủa mentor 5 là 9 giờ tối học tiếng Anh Master cũng phải học. hả? Không,
Đợt vừa rồi mentor là SWAT đúng không? Đợt này á, đợt này mentor nắm á, là học tiếng Anh với học thư pháp, hai năng lực tiếng Anh với thư pháp là phải được nâng cao thì mới được tốt nghiệp, còn không là không được tốt nghiệp. Master cũng vậy, tiếng Anh là phải ngon, thứ hai học thư pháp rồi. Mọi người được học nhiều thứ quá trời, 4 giờ đã dạy học rồi, giờ giờ hành chính Hôm Covid, thứ hai học môn thư pháp á cô Trâm. như mọi người vô đó học đi, vô học thư pháp ý không, thư pháp của mentor nắm á, 4 giờ sáng. Đúng rồi, thì 4 rưỡi tôi cũng dạy học mentor 5 mà. Tại vì cô Trâm biết sao không? Tuyết rất là ú ớ về kiến thức nội tâm, Tuyết chưa học một cái khóa nội tâm nào vẹn hết. Thế sau ngồi, thế nhưng mà từ xưa đến giờ á là Tuyết luôn có một trăn trở là Tuyết muốn tìm một môi trường học cho con. Thì lúc mà học cái chị nhân mạch chị gửi sang khóa nội tâm á, thì là lúc mà nghe thầy nói là thầy bảo là thầy chỉ nhận đào tạo con của mentor master thôi, nghe có duy nhất câu đấy thôi, gọi điện cho chị, thế xong mới hỏi chị ở đây học cái gì mà em thấy nghe thấy thầy nói câu này. Thế xong rồi chị bảo là bây giờ nhá, em nghe dạy chị một lần thôi, là em học cái khóa K20 này đi, em đăng ký xong rồi em vào Zoom em học K20, học K20 xong rồi nó có cái link để vào học mentor ấy, là em cứ vào em học đi, em nghe chị dạy một lần thôi, chị không suy dạy em đâu, mà nếu mà có dạy thì sau này em trách chị cũng được, nhưng mà nghe chị một lần này thôi, em làm theo chị đi, là mà là học mentor sống chết học mentor Hay quá, có phước báu á. à. Đó, nên là cái hình mà khi mà Tuyết vào học mentor là không biết là yêu cầu như thế nào, nhưng mà nhất định là phải tốt nghiệp mentor, nên là nó chưa có cái hình là mình sẽ đi đi chia sẻ tri thức cho ai cho ai, nó không có cái hình gì cả, chỉ có cái hình là mình vào môi trường này mình học. Thế xong rồi ở trong đây thầy lại nói đây là cái triết lý giáo dục tận gốc, là cái mà từ xưa đến giờ mình luôn trăn trở mình đi tìm, tại vì mình học phát triển bản thân xong rồi mình đọc những quyển sách phát triển á, thì nó ở đâu đấy nó cũng chỉ khơi khơi là mình có cảm giác như là mình phải dùng kỹ năng á để mình sử dụng để mình đạt được cái mục đích đấy trong giao tiếp hay gì đấy, NLP đủ các kiểu á, hay là mình học mà mình chưa có nhập được nên mình nghĩ như thế. Thì khi mà vào quýt học á, thực sự là thấy nó nhẹ nhàng vô cùng á, mà cái động lực mà Tuyết càng ngày mà Tuyết càng gắn bó với quýt và định tâm là gắn bó với quýt á, không phải vì bản thân Tuyết có sự chuyển hóa nhiều, mà bản thân các con của Tuyết á chuyển hóa vô cùng. Tức là bây giờ mà nói chuyện với con á, mà lâu lâu mà mình vô thức mình nói ra mà nó không phải là cái ngôn ngữ ánh sáng á, là con sẽ chỉnh mình nha, là con chỉnh đó. Xong rồi à, từ xưa đến giờ chẳng tập thể dục, nhưng mà đi vào mentor là bắt đầu chạy thì hả, mẹ chạy thì ít mà cả nhà động viên là nhiều. Cái ngày mà Tuyết đi chạy 21 km, hôm mà thầy nhân giảng á, trời ơi 4 giờ sáng hôm đấy trời mưa, ba bố con đi xe máy động viên mẹ chạy. Rồi mỗi tối chạy có 2 cây thôi mà hai con nó đạp xe đằng trước để cho mẹ chạy theo á. Tức là các bạn ấy thích lắm, xong rồi sáng rồi gọi con dậy, bây giờ chẳng chẳng phải gọi nữa, các con có trợ lý cuộc sống các con tự biết dậy rồi học. Các con mỗi giờ mà mỗi lần mà đến giờ đi học, thực thực ra thì mà mỗi lần mà đến giờ đi học thì bạn lớn nhà Tuyết bạn ấy chỉ mong chờ đến giờ đi học vẽ của cô Kiều thôi, thì mình mới bảo là chứ tại sao mà chỉ thích đi học vẽ thôi, làm sao bây giờ mà con đi học bài ở trên trường con cũng thích như con học vẽ, mà con đi vào lớp tiếng Anh con cũng thích đi học vẽ, mình trăn trở không biết làm sao cả. Nhưng mà khi mà mình có cái trăn trở đấy thì đến một lúc á là mình có cái chìa khóa để mình giải ra. Thì có hôm cô Thiên Hà cô chia sẻ là bây giờ chị nè, chị nhẹ nhàng thôi, chị ghi nhận con đi, chị chỉ ghi nhận thôi, chị làm một cái bảng ghi nhận, xong rồi mỗi một cái hành động dù là nhỏ nhất của con chị cũng ghi nhận, xong chị cộng điểm, xong rồi đến cuối ngày cuối tháng con mà đạt được cái này là con sẽ có được ghi nhận, con sẽ có thưởng. Thì Tuyết làm y vậy, trời ơi bạn nói nhà Tuyết thích lắm.
tối nào cũng thích đến giờ được cộng điểm ghi nhận, nên là khi mà cái hành động mà con làm trong ngày á, đôi khi á nó chưa được thuận chiều, nhưng mà con ý thức được là con được ghi nhận á, là con tự đổi, nên là thích lắm. Trời ơi, thích quá à. Chắc phải có Nhá. con lên. Đúng rồi, thích lắm ạ. Tối được về với con này, được học với con này. Trời, thích quá trời. Hài kìa. Mau có em bé đi. Thích nhỉ? Linh thích có em bé không Linh? Rồi, vậy thì bữa sau phải chia sẻ học phần với con. Chia sẻ đi cô Trâm. Tại vì em có học With Oh. Family nhé, nên có tri thức để chia sẻ lại với cả nhà. Rồi mình cũng thích con nít mà, mình thích lắm. Tại vì em tại thật ra mình thích tri thức là bởi vì á, càng học mình càng mổ xẻ và hiểu được, tức là hiểu được con người, hiểu được chính mình á, và hiểu Dạ. được, giải đáp được mọi thứ xung quanh. Lúc mà mình nhìn á, mình nhìn cuộc sống á, mình ủa sao lại thế, sao lại thế, thì nó giải đáp được hết, nên càng học mình càng thích. Nó cũng mổ xẻ ra nhiều thứ hiểu Đúng được. rồi. Ừ. Thôi vậy thôi. Hải có bài học tâm đắc ngộ ra gì không? Hải chả bao giờ thấy phát biểu gì, hôm nay phát biểu một miếng đi. Hải đang ngoài đường. Thầy hội này, thầy hội thầy Phương Nghiêm hội có bài học tâm đắc ngộ ra gì không? Dạ rồi, vậy thì em chúc cả nhà thứ bảy nhiều niềm vui nha, sự vui vẻ của vừa ăn vui và của phải làm. Biết ơn cô Giống cho như nè. tôi. Dạ. Linh nói gì chưa Chắc kịp nghe. không bây giờ.